chương 221 Ý ngươi là ta lo thừa Hừ, hiện tại tìm được chỗ ẩn thân của người hung nô Còn không biết là công lớn của người nào đâu Cánh mũi thẩm ngọc hấp hấy Chấp mũi nhỏ dài vẫn cao lên Quân huyền kiêu nhịn không được đưa ngón tay trỏ quẹt một cái Là ngươi là ngươi Ngọc Nhi liệu sự như thần, đúng là đại quân sư thần cơ diệu toán của trấn Bắc quân. Quân huyền kiêu không keo kiệt chút nào khen ngợi, quả nhiên thẩm Ngọc cười đến đôi mắt cũng công thành hình trăng lưỡi liềm, loài chuyện khen tiểu tức phụ này, càng nhiều càng tốt, Thẩm Ngọc vui vẻ, hắn mới có cuộc sống thoải mái. Chẳng hạn như bây giờ, Thẩm Ngọc được khen đến lân lân, cũng không để ý đến một bàn tay của hắn đang giao du ở bắp đùi y. Đương nhiên, Thẩm Ngọc tự hào chưa được bao lâu, lại không đủ tự tin nói, thực ra ta chỉ suy xét đến việc Thẩm Nhược Phi đã cùng đường mạc lộ, hoặc là trở về Thẩm Phủ Bắc Đô, hoặc là đến nhờ cậy người hung nô, nếu như nàng mau chống tỉnh ngộ, thì phái người hộ tống nàng về nhà, bản thân nàng lại chọn cái sau chỉ có thể nói gieo gió gặt bão bỏ móng vuốt của ngươi ra hề 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 quân huyền kêu cười ngây ngô thế nhưng vẫn mặt dày mày dạng tay vẫn giao du không ngừng thẩm ngọc bị hắn sờ đến tê tê dại dại thân thể y vốn mẫn cảm hô hấp lơ đãng cũng dày nặng thêm một chút đừng đừng tống đại ca còn đang ở đây thẩm ngọc vẫn còn lý trí vẫn chưa tới mức ý loạn tình mê thế nhưng trong mắt đã nhiễm một tầng sương mờ sớm đi rồi tay quân huyền kiêu đã vén vạt áo thẩm ngọc lên chui vào chạm đến làn da ấm áp trơn trượt của thẩm ngọc hơn nữa còn muốn thuận theo bụng bằng phẳng đi lên thẩm ngọc quay đầu lại nhìn không biết tống thanh lúc nào thì cảm thấy tình hình không đúng lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài ngọc nhi chúng ta đã mấy ngày không thân mật rồi ngươi cùng ta làm một lần thôi quân huyền kiêu dịu dàng đầu độc bởi vì thẩm ngọc đã lập quy củ mặc dù cửu biệt tình nồng vẫn có thể ngọt ngào được, thế nhưng không thể túng dục quá độ, cho nên từ ngày tận hứng ở đầm nước hôm đó lên, bọn họ chưa súng thật và đạn thật làm qua cái gì, ngay cả hôn môi cũng thường bị thẩm ngọc từ chối, trừ phi y chủ động. Y sợ một khi bị quân huyền kiêu nhen nhóm dục hỏa, thì sẽ không thể vãn hồi được nữa. Không được, ngày hôm qua ta vẫn còn phải bước đi nhẹ nhàng đấy. Thẩm Ngọc cách một lớp y phục bắt được tay của hắn, nói xong mà mình cũng nóng cả mặt đây chính là điểm khiến y cảm thấy phiền não thứ kia của quân huyền kêu lớn đến mức khủng bố lại còn kéo dài thời gian thường thường một canh giờ có thể kết thúc thế là tốt rồi mỗi một lần thẩm ngọc phải tiết ba bốn lần tinh hoa thân thể giống như bị móc rỗng hạ thân thì sưng đau khó chịu đến ngày hôm sau lưng mỏi chân đau không xuống được giường đến cả giọng nói cũng phải mấy ngày sau mới có thể khôi phục lại được mỗi lần đều giống như là đi qua quỷ môn quan vậy lòng thẩm ngọc vẫn còn sợ hãi nhất định không dám tùy tiện thỏa hiệp. Hôm nay không phải khỏe rồi sao, ta mấy đêm không giúp ngươi xoa bóp rồi, quân huyền kêu khàn giọng nói, nếu không, ta chỉ trà sát thôi, không đi vào. Hoang đường. Ngươi tưởng ta là đứa nhỏ ba tuổi chắc. Thẩm Ngọc lấy tay hắn từ trong y phục mình ra, thở hồng hộc nói, lời nói dối này hắn cũng bịa ra được. Quả thực không biết xấu hổ, vô liêm sĩ đến cực điểm. Vậy thì lúc nào ngươi mới chịu bằng lòng cho ta? Quân huyền kêu giống như cây cà bị sương đánh, ủ rũ mất một nửa. Ít nhất, ít nhất cũng phải nửa tháng nữa. Quân huyền kêu ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, một tháng hai lần. Vậy ta cũng sắp rỉ xét rồi. Tai thẩm ngọc nóng lên, người này cứ hở ra là nói lời thô tục, cũng không biết có phải là ở chung cùng mấy hán tử thô lỗ trong quân doanh lâu rồi hay không. Nếu không thì, hôm nay làm một lần, coi như trả ta trước thời hạn. Mắt quân huyền kêu bốc lửa, đồng tử đen tối như bóng đêm, tự hào vì sự nhanh trí của mình. Thẩm Ngọc khinh bị liếc mắt lường hắn một cái, dựa vào tính tình lì lợm la liếm của hắn, lần này ngoại lệ, vậy thì có lần sau, sau sau nữa, cứ tiếp tục mãi như vậy, trong vòng nửa tháng y trả trước xong 10 năm sau này luôn. van cầu ngươi, Ngọc Nhi, quân huyền kêu ông y không chịu buông tay, động tình gọi loạn, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Bảo Nhi, Bảo Nhi. Thẩm Ngọc dở khóc dở cười, gọi lung ta lung tung cái gì, gọi đến lưng y cũng tê dại chỉ một lần thôi được không quân huyền kiêu lang mang nói ta sợ mấy ngày tới không thấy ngươi nữa thẩm ngọc nghe được giật mình một cái xoay người lại có ý gì quân huyền kiêu ý thức được mình nói lỡ miệng dưới ánh mắt chất vấn của thẩm ngọc cũng không dám che giấu ta đã chuẩn bị xong xe ngựa rồi hôm nay ngươi trở lại kinh thành đi thẩm ngọc không hiểu tại sao hồ duyên bác đã chết ta sẽ dẫn trấn bắt quân thừa thắng bắt phạt, đến lúc đó khó tránh khỏi một trận huyết chiến. Thẩm Ngọc suy nghĩ một chút, nhưng việc này liên quan gì đến việc ta trở lại kinh thành chứ? Đao kiếm không có mắt, ngươi ở lại chỗ này rất nguy hiểm. Ta không đi. Quân huyền kêu khẽ vuốt gò má của y, dùng giọng dụ dỗ nói, ngươi ở lại để làm gì? Ngoan, nghe lời phu quân. Ngươi không bị thương cũng không bị bệnh. Ta ở lại có thể, có thể làm quân sư, thẩm ngọc nhất thời mờ mịt y không muốn tách khỏi quân huyền kiêu lúc này vất vả lắm tình cảm bọn họ mới tốt lên lại phải chia xa không được ngươi nhất định phải trở lại kinh thành quân huyền kiêu hiếm khi nói giọng cứng rắn ở trước mặt thẩm ngọc việc này lớn hắn không thể để thẩm ngọc tùy hứng như vậy đến lúc đó phát sinh ra chuyện gì bất ngờ hắn hối hận xanh cả ruột cũng không kịp thẩm ngọc bị hắn quát lớn mím môi viền mắt ửng đỏ lên nhìn thấy khóe mắt thẩm ngọc ương ước biểu tình giống như muốn khóc lòng quân huyền kêu đau nhói hắn làm sao cam lòng rời khỏi thẩm ngọc thế nhưng chiến sự vô tình không được phép buông lỏng hắn không nỡ để thẩm ngọc người hắn nâng ở trong tay sợ té nằm ở trong miệng sợ tan phải chịu chút xíu thương tổn nào quân huyền kêu nâng hai má thẩm ngọc ấy nấy dùng tay quyến luyến vuốt nhẹ xin lỗi bảo nhi không phải ta muốn hung dữ với ngươi thẩm ngọc không phải bị hung dữ ủy khuất y chỉ ngỡ ngàng lúng túng vừa nghĩ đến không biết lại phải chia xa mất bao lâu lòng y liền như dao cắt chiến sự lần này phải mất 10 ngày nửa tháng hay là nửa năm một năm vậy lần sau thì sao có phải quân huyền kiêu muốn quanh năm suốt tháng bôn ba ở trên chiến trường còn y thì thấp tha thấp thỏm ở lại kinh thành y cũng không nhất định phải cả ngày dính chung một chỗ với quân huyền kiêu nhưng quân huyền kiêu đi chiến trường y cũng biết lo lắng sợ sệt trận chiến này ngươi còn phải đánh mất bao lâu Bị Thẩm Ngọc hỏi như vậy, quân huyền kiêu nhất thời yên lặng. Mấy trăm năm qua hung đô và cảnh quốc đều tồn tại đối lập với nhau, không phải là chuyện một sớm một chiều, ai cũng không thể làm gì được ai. Nếu không, ngươi cầm chìa khóa khai cuộc sở vương mộ đi, nói không chừng có thể tìm được loại binh thư có lợi cho chiến sự, cũng không biết có phải chôn rất nhiều tiền bạc châu báu không. Quân huyền kêu há miệng thở dốc, vẻ mặt xấu hổ, mặc dù thẩm ngọc có thể nhẹ nhàng nói tới chuyện này, thế nhưng lại là gông xiền và món nợ lớn nhất trong lòng hắn ta đã từng thề ta sẽ không chạm tới nó nữa quân huyền kiêu cúi thấp đầu giống như một tiểu hài tử nhận sai ánh mắt không biết đặt ở chỗ nào ta không phải có ý trách móc ngươi nếu có thể sớm bình chiến loạn một chút cũng là phúc của trăm họ chỉ là một ngôi mộ mà thôi chôn dưới đất mãi cũng không không có giá trị ta cũng rất tò mò trong sở vương mộ có cái gì quân huyền kiêu cầm tay thẩm ngọc lắc đầu nói Ngọc Nhi, ta đảm bảo với ngươi, trong vòng 5 năm giải quyết mối họa hung nô, đến lúc đó thiên hạ thái bình, ngày nào ta cũng phụng bồi ngươi, chúng ta làm đôi thần tiên quyến lữ. 5 năm, Thẩm Ngọc Nhi ngờ hỏi, ngươi chắc chắn. Cảnh quốc đã mấy trăm năm không giải quyết họa loạn, làm sao hắn dám khoe khoang khoác lác? Quân huyền kêu chắc chắn nói, phải, nếu như 5 năm cũng không làm được, vậy ta cũng không xứng đáng làm phu quân của ngươi nữa. Thẩm Ngọc biểu môi, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút năm năm hay mười năm ngược lại cũng không quan trọng chỉ cần quân huyền kiêu cho y một kỳ hạn thẩm ngọc sẽ cảm thấy an ủi một chút chí ít cũng có thể an tâm mà chờ chứ không phải ở xa xa không hẹn mà chờ phu quân như ngươi vốn không đạt tiêu chuẩn thẩm ngọc biểu môi lẩm bẩm nín khóc mỉm cười đúng đúng ta không đạt tiêu chuẩn tranh thủ sớm ngày đạt tiểu chuẩn quân huyền kiêu gật đầu giống như gà mổ thóc sau đó hỏi vậy ngươi nghe lời ta Trở về kinh thành được không? Thẩm Ngọc suy nghĩ hồi lâu, nghiêm túc nói, không được. Quân Huyền Kiêu sụp đổ hỏi, tại sao lại không được? Ngươi cũng là phu quân, ta cũng là phu quân, ngươi có thể ra chiến trường, ta cũng có thể làm quân sư. Quân Huyền Kiêu bị lời nói của y làm cho hơi mộng mị, mạnh mẽ lắc đầu nói, vậy không được, chỉ có thể có một người làm phu quân. Dựa vào cái gì? Thẩm Ngọc ngẩng đầu ưỡn ngực nói, vậy ta nhường ngươi, ngươi làm đại phu quân ta làm tiểu phu quân. Quân huyền kiêu nhìn không được, bị khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của y chọc cười, véo véo cục thịt mềm trắng nõn trên mặt y, thẩm ngọc giả vờ thô lỗ, cũng học động tác của hắn, véo mặt quân huyền kiêu. Ai cũng không phải là phu quân, thế nào, thẩm ngọc hừ hừ nói. Trở lại kinh thành. Không về. Quân huyền kiêu nhất thời không có biện pháp, rút ra một bài học, điểm bất lợi khi có vợ quá kiêu ngạo là y dám trắng trận chống lại ý nguyện của mình. Xem ra vẫn dày vò y chưa đủ lợi hại Quân huyền kiêu đau đầu Đánh không thể đánh Hắn cũng không nở hung dữ Luôn chiều vợ đến nghiện Một khi đã lọc hố rồi thì không quay đầu lại được nữa Tranh luận đến tận đêm khuya Thẩm Ngọc tắm rửa xong Trực tiếp chui vào trong chăn Không thèm để ý hắn Quân huyền kiêu cũng thu dọn sạch sẽ Nằm xuống bên cạnh Thẩm Ngọc Quân huyền kiêu không chỗ để xuống tay Quyết định hạ ác tâm Muốn để Thẩm Ngọc biết thái độ cứng rắn của hắn không thể dễ dàng nhượng bộ nếu không thẩm ngọc sẽ leo lên mái nhà lật ngói cưỡi lên đầu của hắn quân huyền kiêu cũng xoay nửa người hai người đưa lưng về đối phương thẩm ngọc cũng không để ý đến hắn hô hấp đều đặn quân huyền kiêu không biết y đã ngủ hay chưa càng nghĩ càng chột dạ lúc này hắn đang đánh cược cái khỉ gì vậy thẩm ngọc ngay cả chạm cũng không cho hắn chạm thế nào cũng là hắn chịu thiệt quân huyền kiêu trong bóng tối thẩm ngọc đột nhiên lên tiếng hả Quân huyền kiêu tiếp lời đáp. Gãi lưng giúp ta. Được. Thân thể quân huyền kiêu xoay chuyển nhanh hơn so với đầu óc, đợi lúc hắn ý thức được mình không nên thỏa hiệp, tay đã không tự chủ được đưa lên phục vụ rồi. Thẩm Ngọc vốn định lạnh nhạt thờ ơ hắn một tối, hôm sau khi tỉnh lại, vậy mà mình lại gối lên cánh tay hắn, một chân còn gác lên bắp đùi của hắn. Ngước mắt lên, đối diện Thẩm Ngọc là gương mặt anh Tuấn gần trong gan tất của quân huyền kiêu, đang ngắm nghía mình không chớp mắt làm ta giật cả mình. Thẩm Ngọc bất mãn lẩm bẩm một câu, đẩy mặt quân huyên kêu ra. Phu quân ngươi có dáng vẻ dọa người như vậy sao? Quân huyền kêu oán trách nói, bàn tay vỗ lên mông Thẩm Ngọc, lực đạo không nặng không nhẹ, làm cho Thẩm Ngọc tê dại một chút, quay đầu hung hăng trận mắt nhìn hắn. Mặt trời đã lên cao ba sao rồi, ngươi còn nằm y trên giường, không có quân vụ sao? Ngươi cũng biết mặt trời đã lên cao rồi. Con sâu lười, ta đã luyện binh ở giáo trường hơn một canh giờ rồi có người còn nói phải làm quân sư làm gì có quân sư nào lười như vậy thẩm ngọc bị nói không biết giấu mặt vào đâu nhảy xuống giường rửa mặt thay y phục quân huyền kêu nhìn y đi dậy cũng đờ y không xong vội vàng hấp tấp muốn chứng minh y cũng có thể hành động quyết đoán hắn lắc đầu than nhẹ kéo y đến bên cạnh bàn ngồi xuống ăn điểm tâm sáng trước đã không kịp nữa rồi thẩm ngọc nhìn bánh bao súp thịt ở trên bàn nuốt nước miếng một cái, đứng dậy muốn chạy ra ngoài, bị quân huyền kêu kéo ngồi lại trên ghế. Bản gốc là thang bao, một loại bánh bao, món ăn nhẹ đặc trưng của người Hán ở một số khu vực Giang Nam miền Trung Trung Quốc. Đặc điểm chính là nhiều nước dùng, súp. Nổi tiếng là nhỏ xinh, vỏ mỏng, nhân nhiều, thịt tươi, vị ngon, nước súp béo ngậy, thơm ngon đã miệng, cùng loại với tiểu lung bao, màng thầu nhỏ hấp trong lòng. Nhưng hoành thánh tân xương tương chiếc giang cũng được gọi là thang bao Mùng cũng đã mùng rồi, cứ ăn trước đi Quân huyền kiêu cố chấp nói, đói rồi đổ bệnh thì phải làm sao Thẩm ngọc do dự chốc lát, vẫn là nhìn không được muốn ăn Cắn một miếng bánh bao, bị súp thịt bên trong làm bỏng đến kêu ao ao Vẫn không chịu nhả ra, y không nghĩ còn nóng như vậy Nhưng nghĩ quân huyền kiêu vừa mới mang đến Trong lòng thẩm ngọc vui vẻ ấm áp Quân huyền kiêu nắm rõ thói quen của y, cành đúng giờ y tỉnh lại Tay nghề của đầu bếp trong quân doanh chỉ bình thường Ngươi đừng chê, ăn từ từ Cũng đâu có ai dành với ngươi Quân huyền kiêu nhìn y ăn như hổ đói Cũng cảm thấy thỏa mãn Khóe miệng không kìm được nhếch lên Thẩm ngọc không rảnh trả lời Chỉ gật đầu ừm ừm hai tiếng Vậy thì đúng rồi Ta vất vả lắm mới nuôi được chút thịt trên người ngươi Ngươi đừng có làm rớt đấy Thẩm ngọc ngừng tay Nghiêng đầu hỏi Ta đã mập lên rất nhiều sao ngươi muốn ngược lại ư quân huyền kiêu tựa như hiểu ra liền nói có chút thịt vẫn tốt hơn sờ lên rất mềm nha chút cảm động kia trong lòng thẩm ngọc nháy mắt tiêu tán quân huyền kiêu nuôi y giống như nuôi thú cưng nuôi y mập là để cho hắn sờ thẩm ngọc buông đổ xuống nghĩ thầm lượt chết ngươi thích sờ nhưng không cho sờ sao lại không ăn nữa no rồi à ngươi dẫn ta đi xem giáo trường một chút thẩm ngọc vì ở lại võ định phủ một lòng muốn làm quân sư tốt được thôi. Quân huyền kiêu cũng không ngại trên tay y còn mở chưa lau sạch, dắt tay y đi giáo trường. Tí nữa thì quên mất không nói với ngươi, tộc nhân của ngươi cũng ở giáo trường. Mấy người sở linh đại ca tới rồi. Thẩm Ngọc Kinh hỉ hô lên, bỏ mặt quân huyền kiêu ở một bên, đã chạy rất xa rồi, còn quay đầu thúc giục quân huyền kiêu đi nhanh một chút. Người đến là hai huynh đệ sở linh, còn có mấy thân tộc, họ hàng, có lẽ bọn họ một đường bôn ba, mặt mũi có hơi bụi bẩn, thần sắc mệt mỏi, vừa thấy Thẩm Ngọc và quân huyền kiêu liền lập tức lên tinh thần, quỳ bái hành đại lễ, sở thị tự xưng là hoàng tộc chính thống, từ trước đến nay không quỳ hành lễ với hoàng đế đời sau, nhưng lần này là thật lòng thật dạ. Thẩm Ngọc không có thói quen được người khác quỳ lạy, kéo sở linh hỏi, sở linh đại ca. Sao các người lại ở chỗ này? Chúng ta thay mặt tộc nhân, tới nói cảm ơn đệ và huyền đế, sở linh nghiêm túc nói. Quân huyền kêu đi lên phía trước, khoác vai thẩm ngọc lơ đảng kéo tay y và sở linh ra không cần nói lời cảm ơn ngươi với ta coi như là trao đổi hai bên được lợi lúc đối diện với người ngoài quân huyền kiêu đã giấu nhanh gương mặt xiên ngốc khôi phục lại gương mặt lạnh lùng nghiêm khắc vạn năm không đổi kia của hắn ánh mắt không hiện vui buồn thầm thúy khó dò thẩm ngọc cũng nhất thời bị hắn dọa với huyền đế mà nói có lẽ chỉ là tiện tay tiêu diệt hung nô nhưng đối với tộc nhân sở thị mà nói lại là cứu chúng ta trong lúc nước sôi lửa bỏng. Vậy trong tộc như thế nào rồi? Thẩm Ngọc chen miệng hỏi. Sở Linh cũng lộ ra chút mệt mỏi và không biết phải làm sao, thấp giọng nói, trước khi trấn bắt quân đến, người hung nô đã xông vào nơi ẩn cư đốt giết cướp bóc rồi, chúng ta chết gần 400 người, nhà bị người hung nô phá hủy hơn phân nữa, có điều vẫn tốt, phần lớn mọi người rút lui kịp thời, Ngọc Nhi, để không cần phải lo lắng. Thẩm Ngọc cũng có thể nghĩ đến, người hung nô vì tiền tài mà tới, nhất định sẽ đào lên ba thước để vơ vét. Nói xong, sở linh bắt đầu sai người dùng một chiếc xe ngựa đơn sơ, kéo mấy cái rương gỗ cũ tầm thường đến, nhìn vết bánh xe hàng sâu, có thể thấy bên trong là vật nặng, mở rương ra, tầng tầng lớp lớp thỏi vàng nén bạc, dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ. Thẩm Ngọc chưa từng thấy nhiều vàng bạc xếp chồng một chỗ như vậy, hai mắt nhìn chầm chầm, thì ra sở thị thật sự có nhiều tiền tài như vậy, Thảo nào trước khi chết tộc trưởng cho y một chùm chìa khóa lớn, cũng không biết có bao nhiêu cái phòng kho. Quân huyền kiêu chỉ liếc mắt một cái, giống như là đã nhìn quen. Chỗ này là hai ngàn lượng bạc trắng, mười ngàn lượng hoàng kim, hy vọng có thể lọt vào mắt huyền đế. Thứ ngươi cho ta trước đó, quý giá hơn số vàng bạc này nhiều, trẫm từng nói, không cần ngươi tặng quà tạ lễ, quân huyền kiêu lạnh nhạt nói. Sở linh bất đắc dĩ đáp, huyền đế chớ vội cự tuyệt, cứ coi như đây là một chút tâm ý của sở thị, đền đáp chư vị tướng sĩ cứu giúp, phân phát cho trấn bắc quân làm quân lương cũng tốt mà. Quân huyền kiêu không thiếu quân lương, võ định phủ ở cách xa hoàng đế, tri phủ làm vua một cõi nhiều năm như vậy, tham ô không biết bao nhiêu tiền tài rồi. Sở Linh thấy hắn không tiếp nhận, không thể làm gì khác hơn là nói, dù sao chúng ta cũng là thân tộc của Ngọc Nhi, có lẽ y muốn theo ngươi trở lại kinh thành, sau này cũng không biết lúc nào mới được gặp lại, vậy coi thành của hồi môn của ngọc nhi là được thẩm ngọc ở bên cạnh vừa nghe lập tức dậm chân muốn nói của hồi môn cái gì chứ phải là sính lễ mới đúng kết quả chạm phải ánh mắt của quân huyền kiêu cực kỳ ủy khuất nén lời trở về trong lòng an ủi bản thân vẫn nên cho hắn vị hoàng đế này chút mặt mũi đi ngọc nhi thật ra thì ngươi vốn là tộc trưởng đời kế tiếp mà tổ gia gia chọn ngươi thu nhận chẳng khác nào cầm tiền tiêu vặt của mình có gì không thể chứ sở linh nói thế thẩm ngọc cũng có chút động lòng rồi lèn lén nhìn thần sắc quân huyền kiêu người phía sau chỉ cười nhàn nhạt không cự tuyệt nữa hành động này của sở linh ngoại trừ thật tâm cảm ơn trấn bắt quân kịp thời cứu viện còn có ý quy phục thẩm ngọc vốn là tộc nhân sở thị bây giờ quan hệ càng thêm thân thiết sau này quân huyền kiêu không có lý do gì để làm khó bọn họ sở nhân các ngươi cam tâm nhận mệnh như vậy quân huyền kiêu hỏi sở linh buông tay nói không cam lòng thì thế nào bây giờ chúng ta ngay cả năng lực tự vệ cũng không có vua nào triều thần nấy vạn vật lấy tốt bỏ xấu thay đổi triều đại cũng thuộc về số mệnh đã định giờ đây thiên hạ này không mang họ sở cũng không mang họ tiêu nữa ánh mắt quân huyền kiêu ngưng trệ cuối cùng không nói gì ngọc ca người gọi là sở dực hắn vẫn luôn ở một bên không lên tiếng trong tộc biến động tính tình hoạt bát trước kia của hắn đã trầm ổn không ít ta ban đầu ta không biết người đó là ngài sở dực chỉ nói một nửa nước mắt đã không ngừng tuôn rơi thật xin lỗi giọng sở dực nhỏ đến nỗi gần như chỉ có bản thân nghe được về sau sở linh mới nói cho hắn biết thân phận thật sự của quân huyền kiêu sở dực trầm luân một khoảng thời gian cũng nghĩ thông suốt hắn vĩnh viễn không có khả năng sở linh thấy thẩm ngọc không biết phải an ủi như thế nào giải vây nói ngọc nhi ta có thể nói lời tạm biệt với một mình đệ được không thẩm ngọc đáp ứng đi theo sở linh một đoạn mười mấy trượng ra ngoài nói chuyện phím. Đáng tiếc, sở linh bỗng nhiên thở dài nói. Đáng tiếc gì cơ, thẩm ngọc hỏi. Sở linh cười nói, chỉ thiếu một chút nữa, đệ và ta sẽ trở thành quyến lữ, có điều làm huynh đệ cũng không hẳn không tốt. Ngọc nhi, sau này nếu đệ vừa ý, cũng có thể đến tộc thị, tuy nói sở thị không bằng quân huyền kiêu quyền khuynh thiên hạ, nhưng từ trước đến giờ vẫn luôn là nhà của đệ. Thẩm ngọc qua loa đáp lời, tâm tư đã bay đến trên người quân huyền kiêu bên kia, trông về phía xa, vừa vặn quân huyền kiêu cũng nhìn tới, dáng vẻ giám sát, nét mặt không yên tâm. Đợi nhóm người sở linh vừa đi, quân huyền kiêu liền tiến tới bên tai thẩm ngọc. Các ngươi đã nói những gì, quân huyền kiêu mang theo ghen tuôn nói. Không có gì. Thẩm ngọc hỏi ngược lại, thế sở dực và ngươi đã nói những gì? Ừm, cũng khá nhiều. Quân huyền kiêu cố tình nói dối, lỗ tai thẩm ngọc lập tức dựng lên chỉ là một chút lời ái mộ thôi muốn ta đừng quên hắn các thứ còn có mấy lời hờ mờ mờ ta cũng không tiện nói với ngươi ngươi dám thẩm ngọc tức giận quơ quơ nắm đấm thấy quân huyền kêu cười gian vẻ mặt đạt được mục đích mới biết mình bị lừa từ sáng đến tối nói bậy liên thiên còn giống lời nói hoàng đế miệng vàng lời ngọc nữa hay không lười để ý ngươi ngọc nhi ta nói bậy bạ ngọc nhi ngươi đừng đi mà thẩm ngọc làm mặt hung dữ chưa tới một canh giờ liền bị lời ngon tiếng ngọt của quân huyền kiêu dụ dỗ mặt mày hớn hở cái chính là cuối cùng quân huyền kiêu cũng thỏa hiệp mặc dù thẩm ngọc vẫn phải trở lại kinh thành nhưng quân huyền kiêu cũng trở về chung tống thanh chủ động ở lại võ định phủ xin đi bắt phạt hắn đã sớm có thể một mình đảm đương một phía như vậy quân huyền kiêu cũng có thể hồi kinh xử lý chính sự tích tụ lâu ngày tả hữu tướng đại diện triều chính coi như tạm ổn nhưng đại tỉnh mới lập một ngày không có vua thì lòng người sẽ hoảng loạn Đặc biệt là những hạng quan viên ở nơi xa xôi như võ định phủ này, chưa hầu tiền triều, có lòng gian dối. Từ võ định phủ trở về kinh thành, xe ngựa đi không nhanh không chậm mất khoảng hơn nửa tháng, lúc sắp đến kinh thành đã là tháng 8, nắng nóng đã qua, gió lạnh thổi tới, trong buồng xe đã có chút mát lạnh. Thẩm Ngọc chê trên người quân Huyền kêu quá nóng, hai người chen chúc một chỗ thẩm ngọc thường bị nóng bức làm cho tỉnh ngủ, sau khi tỉnh nội sam đã ướt đẫm. Thẩm Ngọc không muốn ngủ chung với hắn nữa, cũng may xe ngựa rộng rãi, có thể chia làm hai cái giường nhỏ một người nằm. Cuối cùng Thẩm Ngọc không cần phải dán sát chung một chỗ với cái bếp lò này nữa, hất tung chăn nệm, nằm gian tay gian chân ngủ đến sung sướng. Ban đêm, một trận mưa đầu thu buông xuống, bên ngoài xe ngựa mưa rơi tí tách, mưa gió cuốn trôi mấy chiếc lá rụng. Quân huyền kiêu thức dậy thấy y vẫn đạp tung chăn nệm sang một bên, liền đánh thức y dậy. Ngọc Nhi, thời tiết đã lạnh rồi, Ngươi tới ngủ chung với ta. Bị quấy nhiễu mộng đẹp, Thẩm Ngọc nhắm hai mắt nhăn mặt. Không dễ gì mới mát mẻ một chút, ngươi đừng quấy rầy ta. Thẩm Ngọc lầu bầu trong miệng, trở mình, đưa lưng về phía Quân Huyền Kiêu, hai chân kẹp chặt lấy tấm đệm. Vậy ngươi đắp chăn kín vào, nếu không sẽ bị phong hàn. Biết rồi, sao bây giờ ngươi chẳng khác gì mẹ già vậy, Thẩm Ngọc không nhịn được hất tay, hiện tại thân thể ta rất khỏe, không cần ngươi quản. Đối với chuyện thẩm ngọc càng ngày càng tùy hứng, quân huyền kiêu không có tí biện pháp nào, thở mạnh một hơi, cũng lười nói lại y, cái chính là thẩm ngọc nói không cần hắn quản, khiến lòng hắn có chút nguội lạnh. Không ngờ đến nửa đêm, thẩm ngọc lại chủ động chui qua giường nhỏ của hắn, vừa chui vào chăn, liền mơ hồ kêu lạnh, vòng tay ông eo quân huyền kiêu chưa đủ, còn muốn chui vào ngực hắn, đối với động tác nhỏ như mèo con này của y, quân huyền kiêu không có tí kháng cự nào, muốn làm gì thì làm, cầm dựa vào tóc đen sưởi ấm y. Mãi đến khi trời sáng, quân huyền kiêu mới phát hiện có điều không đúng. Tuy nói thời tiết đã mát mẻ hơn chút, nhưng cũng không lạnh đến mức hai người cùng ôm nhau mà vẫn còn run rẩy. quân huyền kiêu dùng chăn bông dày bao bọc y, thỉnh thoảng thẩm ngọc vẫn hơi run nhẹ. Ngọc Nhi Quân huyền kiêu nhẹ nhàng gọi y, gò má thẩm ngọc bị bệnh nên đỏ hồng, trên trán đổ mồ hôi, quân huyền kiêu sờ thử, đã sốt nóng hầm hập đừng quấy rầy ta ta lạnh đôi môi thẩm ngọc khô nẻ cổ họng khàn rác nói chuyện có vẻ yếu ớt quân huyền kiêu vừa bực mình vừa đau lòng để cho y làm càng lần này thì hay rồi chứ nhưng thẩm ngọc bị sốt đến mơ mơ màng màng quân huyền kiêu cũng không có cách nào nổi giận với y lệnh cho mã phu chạy tới thành trấn gần nhất nhưng ở cái nơi dân chúng ít ỏi này cuối cùng chỉ tìm được một thôn trang quá nóng lòng quân huyền kiêu đạp cửa một hộ nông dân muốn tìm Lan Trung trong thôn trang, kết quả chủ nhà bị dọa ném ra mấy đồng bạc vùng, sống chết không chịu đi ra trả lời. Quân huyền kiêu không biết phải làm sao chỉ đành lệnh cho mã phu nhìn không quá hung hãn kia đi hỏi, còn đền cho hộ nhân gia kia mười lượng bạc. Lan Trung đi chân trần vừa nhìn thấy quân huyền kiêu người cao ngựa lớn, bước chân có chút ngập ngừng, cho rằng ban đêm thổ phỉ đến xem bệnh, đưa tay bắt mạch cho thẩm ngọc, bản thân lại run rẩy không ngừng. Như thế nào rồi? Quân huyền kiêu nông nóng, giọng cũng không nhịn được phóng đại thô lỗ giống như con gấu gầm thét lan trung chân trần bị dọa ngã bò ra đất người này hung thần ác sát trên người mang theo uy thế nguyên vẹn sẵn có hắn nào dám đắc tội đại vương tha mạng đại vương tha mạng quân huyền kêu nén giận trầm giọng quát hỏi ta hỏi ngươi bệnh tình như thế nào rồi a à, bệnh tình bệnh tình không nghiêm trọng kể cả có nghiêm trọng hắn cũng không dám nói vậy sao người cũng sắp hôn mê rồi Ngươi còn nói không nghiêm trọng À à, vị tiểu công tử này chỉ bị phong hàn Uống thuốc hai lần có lẽ sẽ khỏi thôi Đại vương chớ lo Quả thực không phải là bệnh nặng Làng trung chân trần rất sợ mình bị chôn theo Hắn thật thà nghiêm túc lấy thuốc ra Chủ động đi sắt, Kính cẩn lễ phép bưng đến bên cạnh giường Quân huyền kêu theo thói quen nếm thử một ngụm Sau khi không có việc gì mới chậm chậm mớm cho thẩm ngọc Làng trung chân trần kinh hải thẳng cả lưng Nếu hắn không nhìn lầm nằm trên giường chính là một tiểu công tử đại vương này cũng là một nam nhân bây giờ cả đời lang trung chân trần đều đi đi lại lại trong nông hộ chưa từng thấy qua loại tình cảnh này hai nam tử hôn nhau được rồi không phải hôn nhưng cũng không khác biệt lắm nhất định là huynh đệ ruột rồi lang trung chân trần nhìn quân huyền kiêu còn vội hơn cả khi mình bị bệnh cảm thán huynh đệ nhà người ta thật là thân mật hòa thuận không khỏi cảm động ướt vành mắt có điều dáng dấp huynh đệ ruột cũng khác nhau quá rồi. Một người xinh đẹp mi thanh mục tú, còn đẹp hơn cả cô nương trong thôn, giống như người trong tranh vẽ, còn một người thì giống như diêm vương đòi mạng, một lời khó nói hết, nhưng cũng không phải là xấu xí, chẳng qua khí thế bức người, đối mặt với hắn, mình giống như sắp bị chém đầu đến nơi vậy. Đa tạ. Quân huyền kiêu không quay đầu, ném cho hắn một thỏi bạc. lan trung chân trần nhận lấy, thiếu chút nữa bị bạc đập phải, không thể tin trong tay hắn là một thỏi quan ngân. Đây không phải là Diêm Vương, rõ ràng là thần tài. Sau khi uống thuốc xong, nhiệt độ cơ thể thẩm ngọc giảm đi rất nhiều, người cũng từ từ tỉnh lại, nhìn thấy đầu tiên chính là quân huyền kiêu đang ở bên cạnh giường. Chúng ta đến rồi sao? Thẩm ngọc nhìn quanh một vòng, thế nhưng đây lại là một căn nhà đơn sơ. Quân huyền kiêu vốn định theo bản năng trấn an y, lại thu tay về, làm vẻ mặt nghiêm túc. Người đã biết sai rồi, Quân Huyền kêu kéo thấp khóe miệng nghiêm nghị hỏi, Thẩm Ngọc biết hắn đang nhắc đến cái gì, trong lòng có không phục đi nữa, cũng không có sức lực phản bác lại hắn, qua loa gật gật đầu một cái. "Không phải thân thể ngươi rất khỏe mạnh sao? Muốn ngủ một mình, đã đệm chăn sao? Làm sao lại dễ dàng bị cảm lạnh như vậy?" Thẩm Ngọc bị hắn coi như một tiểu hài tự trách mắng, nghiêng đầu sang chỗ khác. "Không phải bị cảm lạnh đâu mà, cứ làm quá." Khụ khụ. Quân Huyền kiêu tức giận, đã bệnh thành cái bộ dạng kia rồi, vẫn cố cải sống cải chết, xem ra còn giáo huấn chưa đủ. Không phải bệnh nặng, vậy ngươi tự mình nằm đi. Quân Huyền kiêu nhẫn tâm muốn đứng dậy, Thẩm Ngọc vội vàng kéo lấy hắn, thực ra Thẩm Ngọc vừa mới tỉnh, hoàn toàn không có sức lực, gần như chỉ khoát lên tay hắn, Quân Huyền kiêu liền thuận thế dừng lại. Này, ngươi đi thật à? Thẩm Ngọc vừa nói liền hít phải khí lạnh cổ họng ngứa ngáy, lại yếu ớt ho khan vài tiếng ho ra nước mắt, hai mắt đẫm lệ dáng vẻ mông lung đáng thương khiến quân huyền kiêu mềm lòng một nửa. Ta cũng bị bệnh rồi, thái độ của ngươi không thể tốt hơn một chút sao? Cho dù có muốn tính sổ giáo huấn ta, cũng chờ ta khỏe lại rồi hãy nói có được không? Thẩm Ngọc lẩm bẩm nói, ánh mắt tha thiết mong chờ nhìn hắn. Chờ ngươi khỏe rồi lại muốn ngồi lên trên, ta còn chỗ nào quản được ngươi lần này quân huyền kiêu không bị sắc đẹp của y mê hoặc. Thẩm Ngọc hé miệng không nói, nắm lấy tay quân huyền kiêu lắc lắc hai cái, lại cào cào lòng bàn tay hắn, quân huyền kiêu bị nhột một trận, liền đem chuyện nhất định phải nghiêm khắc giáo huấn y ném ra ngoài chín tầng mây. Có cần ta quản nữa hay không, mày kiếm quân huyền kiêu nhướng lên, quát hỏi. Quản, quản cũng không sao mà. Thẩm Ngọc nói ở trong lòng, y nào dám từ chối. Bởi vì bị phong hàng, quân huyền kiêu để Thẩm Ngọc điều dưỡng thân thể cho tốt rồi mới tiếp tục lên đường, thế nhưng thẩm ngọc vừa sắp khỏi hẳn thì lại bị lần hai cứ như vậy trì hoãn mất sáu bảy ngày dưới sự thúc giục của thẩm ngọc mới hồi kinh trên đường mắt một trận bệnh quả thực khiến thẩm ngọc tiêu hao không ít tinh lực mắt thấy đường nét hai gò má cũng rõ ràng hơn một ít y không còn hơi sức đâu mà đi qua đi lại nữa ngoan ngoãn nằm đợi ở trong buồng xe đến ngoại ô kinh thành thẩm ngọc vén rèm lên nhìn hưng phấn quét đi mệt mỏi trên gương mặt mặt mày hớn hở đến rồi đến rồi Thẩm Ngọc lại phát hiện không phải đi hướng nhà xá Sơn Trang ở ngoài thành, gì vậy. Chúng ta không trở về nhà sao? Về cung trước đã, xem thái y. Dọc đường đi quân huyền kêu thấy bệnh tình Thẩm Ngọc vẫn cứ rề rề như cũ, hiển nhiên lo lắng lan trung chân trần kia y thuật bình thường. Thẩm Ngọc vừa muốn nói chuyện, bị quân huyền kêu trừng mắt một cái nuốt trở về. Lúc về đến ngoài cung thì trời đã tối, Thẩm Ngọc mới khỏi bệnh được chưa lâu, người vẫn còn mệt mỏi, lại ngủ. Quân huyền kiêu chần chừ một lát, không đánh thức y dậy, thay vào đó là cổng y xuống xe ngựa. Bách quan trong kinh thành sớm đã nhận được tin huyền đế hội kinh, quân huyền kiêu cũng đã giao phó không cần kinh động đến người khác, thế nhưng vẫn có mấy trăm quan viên tiếp giá ở ngoài cung, thêm vào đó là thái giám cung nữ trong hoàng cung, một mảng đen mênh mông, đứng thật chỉnh tề. Cung nghênh thánh giá, hoàng thượng hoàng hậu. Mọi người lên giọng thỉnh an mới nói được có phân nửa, quân huyền kiêu ra dấu đừng có lên tiếng. Tùy Tùng đứng đầu hai bên đều là lão hồ ly, nhìn thấy quân huyền kiêu cổng người, lòng bọn họ liền thông suốt, dẫn đầu quỳ xuống, động tác cẩn thận, không dám làm ra động tĩnh quá lớn. Thật ra quan viên phía sau không thấy rõ cái gì, chỉ là người trước mặt làm gì thì bọn họ cũng học làm theo, mấy trăm người lặng yên quỳ xuống đất tiếp giá, lại không nói một tiếng nào tình cảnh khá quỷ dị. Quân huyền kêu cứ như vậy cổng thẩm ngọc xuyên qua đám người, vào cửa cung, đi qua đường ngọc thạch thật dài, bước đến bậc thềm tẩm điện người sau lưng mới bật cười khúc khích ngươi giả bộ ngủ quân huyền kiêu dừng chân lại quay đầu hỏi đã tỉnh lại từ lúc nào từng từ lúc ngươi bế ta lên thẩm ngọc vẫn cứ tựa đầu vào vai quân huyền kiêu không định xuống vậy ngươi còn giả vờ ngủ tự mình đi xuống đi nói là nói như vậy tay quân huyền kiêu nâng hai đùi thẩm ngọc cũng không có ý định muốn buông tay dù sao tinh lực ngươi cũng dồi dào có sức lực dùng thoải mái không làm mệt ngươi được thẩm ngọc cười hai tay nắm lấy tay quân huyền kiêu xoa nắng chơi đùa giống như đang đùa một con gấu đen to lớn ngươi cũng không biết đau lòng cho phu quân của ngươi ngoài miệng thì oán trách trong lòng lại biến thành hồ mật ngọt ngất ngây thẩm ngọc có bệnh hay không hắn cũng cam tâm tình nguyện cổng y thẩm ngọc ngẩng đầu lên nhìn sau cơn mưa bầu trời trong xanh có rất nhiều sao ánh trăng như thác nước Mấy ngày nữa là đến ngày 15 tháng 8 rồi, Thẩm Ngọc vui vẻ nói. Có đúng không? Quân huyền kiêu cũng dừng lại, một phần trăng sáng trên bầu trời đêm, còn chưa tròn hẳn, thế nhưng đã treo cao sáng tỏ, giống như gương vỡ lại lành. Quân huyền kiêu nhịn không được thả chậm bước chân, bước từng bậc từng bậc một. Ngọc Nhi! Hả? Sau này cả đời ta đều cổng ngươi như vậy có được không? Cả đời! Tốc độ thẩm ngọc đang xoa nắng tay hắn chậm lại, không trả lời ngay. Nếu là thời điểm đơn thuần không tì vết giống như trước kia, Thẩm Ngọc nhất định sẽ bị cảm động đến rơi nước mắt, một lòng hướng về lời nói của Quân Huyền Kiêu bên nhau đến già. Ngọc Nhi, tại sao không trả lời ta? Ngươi không muốn sao? Quân Huyền Kiêu quay đầu lại hỏi. Ta không biết. Thẩm Ngọc thấp giọng đáp một tiếng. Trong lòng Quân Huyền Kiêu căng thẳng, có chút hoảng loạn hỏi, vì sao? Là, là còn chỗ nào ta làm chưa đủ tốt sao? Nếu ta đã làm sai điều gì, ngươi cứ nói với ta, hay là muốn nói, ngươi không quên được chuyện trước kia. Thẩm Ngọc lắc đầu, y cũng không phải canh cánh trong lòng, ân oán trước đây y đã sớm xóa bỏ rồi. Chỉ là trải qua trắc rối phong ba, Thẩm Ngọc đối với loại chuyện bạc đầu dai lão hư ảo này, không còn dám ông ấp ảo tưởng nữa. Cũng biết rõ một phần chân tâm không dễ dàng gì có thể chiếm được, trên đời này còn có người nào đối đãi y giống như quân huyền kiêu chứ. Càng chiếm được không dễ, Thẩm Ngọc càng cảm thấy giống như nằm mơ vậy, rất sợ có một ngày phải tỉnh mộng. Ngươi và ta không thể nào bên nhau cả đời, Thẩm Ngọc nản lòng nói. Sao lại không thể, quân huyền kêu vội nói, ngươi không có lòng tin đối với ta. À, ngươi lớn hơn ta 10 tuổi, không chừng ngươi sẽ già trước ta, thân thể ta kém hơn ngươi, nói không chừng một ngày nào đó liền đi đời nhà ma. Quân huyền kêu yên lòng, hóa ra không phải mang lòng khúc mắt với hắn, mà đang nghĩ chuyện này có thể hay không quân huyền kiêu vừa bực mình vừa buồn cười hắn muốn thừa dịp ánh trăng mê hoặc này nói mấy câu mật ngọt với thẩm ngọc kết quả cảnh xuân tươi đẹp bị y phá hỏng ngươi nói có vẻ cũng đúng quân huyền kiêu nghiêm túc suy nghĩ một lát nói vậy ngọc nhi vẫn là ngươi sẽ chết trước ta nhỉ thẩm ngọc ngồi thẳng lên gõ một cái vào đầu hắn ngươi rủa ta đoán mệnh à vậy cũng không được ta chẳng phải sống ít hơn ngươi rất nhiều năm sao ha 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 từ khi nào mà quân huyền kêu lại bị người khác gõ vào đầu? Thế nhưng bị Thẩm Ngọc đánh một cái không nhẹ không nặng, ngược lại hắn cảm thấy rất vui vẻ, chứng minh Thẩm Ngọc và hắn không còn có ngăn cách, dở xuống lòng phòng bị mới có thể như vậy. Còn cười, Thẩm Ngọc nhéo tai của hắn. Không phải, nếu như ta chết trước ngươi, không ai che chở ngươi, tính tình ngươi lại hiền lành mềm yếu, ta sợ ngươi bị người khác bắt nạt. Lòng Thẩm Ngọc giống như cái chuông bị va vào một cái, tay đang vặn tay hắn cũng buông lỏng ra. Chỉ toàn nói mấy câu lừa gạt người. Trừ ngươi ra, còn ai bắt nạt ta nữa chứ? Trong miệng lầm bầm một câu, thế nhưng giọng nói thẩm ngọc đã mềm mại như bông. Nói dối chỗ nào? Là nói thật, lời thật lòng, quân huyền kiêu cảm khái nói, ngươi và ta còn không có hậu tự, nếu như có người thay ta che chở ngươi, vậy ta cũng có thể an tâm đi trước ngươi, huống chi người chết cũng chết rồi, người sống còn phải chịu đựng sự nhớ nhung đau khổ. Ngươi đừng có nói bậy nói bạ, không may mắn chút nào." Thẩm Ngọc cắt ngang lời hắn, y không tin vào bọn đầu trâu mặt ngựa, nhưng y không muốn nghĩ đến những thứ này, chỉ nghĩ một chút thôi cũng đã cảm thấy sợ hãi rồi. "Ngọc Nhi, vậy ngươi đồng ý với ta một chuyện." "Chuyện gì?" "Nếu như một ngày nào đó ta chết trước ngươi, ngươi phải tiếp tục sống cho thật tốt, nếu là ngươi chết trước ta, vậy thì ở trên cầu nại hà chờ một chút, chắc chắn ta sẽ rất nhanh đến tìm ngươi, có được không?" Mặt thẩm ngọc dán ở trên bả vai hắn Hai tay chặt chẽ vòng lấy cổ của hắn Trầm mặt hồi lâu Quân huyền kiêu mới cảm thấy bả vai mình ẩm ướt một mảnh Ngọc nhi ngươi làm sao vậy Ta, ta lại làm ngươi khóc Quân huyền kiêu tự trách nói Thẩm ngọc khịt khịt cánh mũi Mang theo giọng mũi nói Vậy ngươi cũng đừng nói những chuyện không may này nữa Cuộc sống sau này vẫn còn dài Ngươi nói những thứ kia hù dọa ta làm gì Thẩm ngọc không sợ chết Nhưng y sợ biệt ly được được, ta không nói, là ta nói bậy nói bạ, ngươi đánh ta cho hả giận đi. Ta mới lười đánh ngươi, thẩm ngọc hừ một tiếng nói, cả người ngươi đều là cơ bắp, đánh ngươi tay ta còn đau đấy. Quân huyền kêu cười si ngốc, vừa đi vừa nghỉ, một lúc lâu sau mới đi hết thềm bậc thang ở ngoài tẩm điện. Quân huyền kêu thả thẩm ngọc xuống long sàng, thẩm ngọc vẫn còn ỉ lại trên lưng hắn, chân cũng siết chặt lại, không chịu buông ra. Làm sao? Vẫn còn muốn cổng thẩm ngọc ghé vào tai hắn hỏi ngươi muốn đi đâu không còn sớm nữa ta giúp ngươi lau người xong ngươi nghỉ ngơi trước đi ta lệnh mấy lão trọng thần đem tất cả tấu chương gần đây đưa tới kim loan điện trước tiên ta phải xem hết tấu chương đã dĩ nhiên quân huyền kêu muốn nghỉ ngơi cùng thẩm ngọc nhưng rời khỏi triều chính nhiều ngày như vậy tích tụ lại không biết bao nhiêu chính vụ hắn cần phải xem qua từng cái một nhiều tấu chương như vậy ngươi có xem cả đêm cũng không xem xong Tự ngươi bỏ đi không thèm quản đến Hiện tại ngược lại cũng biết nước tới chân mới nhảy rồi Quân huyền kêu bắp mông y Cả giận nói Ngươi cái đứa nhỏ không có lương tâm này Ta bỏ qua những thứ này Còn không phải để đi tìm ngươi trở về sao Thẩm Ngọc vặn vẹo người trốn móng vuốt của hắn Lộn xộn vòng lấy cổ của hắn Đụng phải một vật nhỏ cứng đeo ở trước ngực hắn Đây là cái gì? Lúc tay Thẩm Ngọc vừa mới luồn vào ngực Quân huyền kêu liền ngăn cản y nhưng đã bị thẩm ngọc bắt được mặt dây chuyền ngươi thẩm ngọc nhìn sợi dây màu đen trước mắt bên dưới treo một miếng đá trắng quân huyền kêu gục mặt không dám quay lại nhìn y ngươi đeo nó làm gì thẩm ngọc không hiểu nên hỏi mặt dây chuyền này không ngờ lại là xương ngón út của người so với người bình thường thì dư ra một đốt thẩm ngọc lắc lư dây chuyền vốn là có chút trợn người nhưng mà xương ngón tay đã bạc màu ngược lại giống như ngọc thạch đặc biệt mài khắc hơn nữa lắc lư một chút liền phát ra tia sáng bóng ấm áp, giống như viên ngọc bị người ta cầm nhiều nên được phủ một lớp bóng láng. Vậy nên quân huyền kiêu thường cầm nó trong tay. Ừm, ta, là bởi vì. Hiếm khi quân huyền kiêu có lúc ngập ngừng, giờ phút này lại ấp úng hồi lâu vẫn chưa nói ra được nguyên do. Ngươi vẫn luôn mang theo bên mình. Từ quân huyền kiêu cúi đầu càng thấp, trước kia là mang theo người, mấy ngày trước đó để thợ thủ công làm thành dạng ngọc như này, ngọc nhi, ta, không phải ta muốn dùng nó làm chìa khóa. Ta biết. Thẩm Ngọc đáp lại một tiếng, sau đó không nói gì nữa, lặng lẽ lấy đốt xương xuống, y không lên tiếng, quân huyền kêu liền mơ hồ không rõ y đang nghĩ gì, trong lòng càng chột dạ. Ngọc Nhi, ngươi đang trách ta sao? Quân huyền kêu thăm dò hỏi. Trách ngươi cái gì? Đối với ngươi, chỉ sợ nó là thứ ngươi không muốn nhớ lại nhất đúng chứ? Ta giữ nó ở bên người, chẳng khác nào bóc trần vết sẹo của ngươi, nhắc nhở ngươi trước kia ta xấu xa nhiều như nào, tạo thành tổn thương cho ngươi, ta. Môi của quân huyền kiêu bị thẩm ngọc lấp kín, miệng lưỡi thơm mềm khuấy đảo, chỉ là kỹ năng không thành thạo, cứ liếm mãi bên môi quân huyền kiêu, nửa ngày không vào điểm máu chốt, có điều quân huyền kiêu vẫn bị nụ hôn thơm mềm này làm cho tinh thần rối loạn, có lẽ đây là lần đầu thẩm ngọc chủ động đưa lưỡi ra hôn môi nóng bỏng với hắn. Quân huyền kiêu lúc này chính là một mồi lửa liền cháy, huống hồ thẩm ngọc nhiệt tình như vậy, quyết dịch toàn thân hắn sôi trào muốn cuốn quít môi lưỡi với thẩm ngọc kết quả vừa định tiến thêm một bước thẩm ngọc liền tách ra ngươi không cần phải nói xin lỗi ta cũng không trách ngươi thẩm ngọc cầm mặt dây chuyền trong tay vuốt nhẹ xương trắng đã trở nên trắng mịn sáng bóng cũng không biết quân huyền kiêu đã cầm nó không buông bao nhiêu ngày đêm mới được như vậy nếu nói tiếc nuối đương nhiên thẩm ngọc có bản thân thiếu mất một ngón tay xem ra không quá nho nhã nhưng nếu không trả những cái giá lớn này, có lẽ Thẩm Ngọc vẫn chỉ là một ách nô không rành thế sự của Thẩm phủ. Ngọc Nhi, ngươi thật sự không trách ta. Thẩm Ngọc phất phất ống tay áo, không để tâm nói, vậy phải xem sau này ngươi đối với ta thế nào đã. Quân Huyền kêu ông lấy Thẩm Ngọc, cúi đầu thâm tình ngắm nhìn, Ngọc Nhi, ta đeo nó ở trên người chính là vì muốn thời thời khắc khắc nhắc nhở ta, là ta nợ ngươi, phải trả ngươi cả một đời, không, là đời đời kiếp kiếp bớt nói mấy lời buồn nôn đi. Bề ngoài mạnh miệng, thực ra trong lòng thẩm ngọc đã ngọt ngào giống như dòng suối trong lan tràn khắp cơ thể. Vậy việc lúc nãy, chúng ta vẫn chưa làm xong đâu. Quân huyền kêu liếm môi một cái, thấy chưa thỏa mãn, thẩm ngọc vừa nhìn đã biết hắn đang nghĩ gì, trượt ra khỏi vòng ông như con gấu của hắn, có một số việc không thể để như ý nguyện của hắn, cũng giống như cho hài tử ăn kẹo vậy, ăn no ăn nhiều rồi cũng sẽ ngấy. Đây là Hồng Liên dạy y nguyên văn của hồng liên là nam nhân trong thiên hạ đều đê tiện giống nhau cho hắn hắn chê hàng rẻ tiền ngủ không được sẽ tâm tâm niệm niệm ngươi cho rằng hồng bài của tần hoài lâu nhiều thân thể yêu kiều cao quý sao còn không phải ba lạng thịt mềm cái này gọi là mồi nhữ không phải ngươi muốn đến kim loan điện sao thẩm ngọc dùng biểu tình nghiêm túc đuổi người đều là chính sự lần này bất luận quân huyền kêu đeo bám da dẳng như thế nào thẩm ngọc cũng cắn chặt răng Quân huyền kiêu bị đuổi ra khỏi tẩm điện Khó hiểu gãi đầu một cái Khổ não đi đến kim loan điện Hôm sau trời đã sáng bừng Vẫn không thấy quân huyền kiêu trở về tẩm điện Ngược lại thẩm ngọc không kìm nén được Đến kim loan điện xem một cái Mấy vị lão đại thần đều ở đây Tấu sớ trước mặt quân huyền kiêu chất đóng như núi Đôi mắt sáng rõ của hắn vẫn rạng rỡ sạch trông như cũ Nhưng mấy vị đại thần lớn tuổi kia lại mang đôi mắt gấu đen Mệt mỏi đến mức ngáp ngay tại chỗ quân huyền kiêu vừa thấy thẩm ngọc đến xem hắn mặt đầy uy nghiêm liền hóa thành một vũng nhu tình ngọc nhi đến đây quân huyền kiêu vẫy vẫy y thẩm ngọc đứng ở ngoài điện từ chối các ngươi vẫn nên thương nghị xong chính sự trước đi không sao ngươi qua đây thấy thẩm ngọc đứng im mày kiếm quân huyền kiêu nhếch lên ngươi muốn trẫm ông ngươi tới khóe miệng thẩm ngọc co rút người này chuyện gì cũng làm được chỉ có thể không tình nguyện mà di chuyển qua đó bị quân huyền kêu kéo một cái vào ngực ngươi đừng làm bậy ngươi đường đường là quân chủ một nước lời vừa nói giống cái gì thẩm ngọc ngọ ngoại nhắc nhở hắn quân huyền kêu quay đầu hỏi đại thần trong điện vẫn có điều muốn tấu lên sao à hồi bẩm thánh thượng những việc quan trọng gần đây chúng thần đã tấu lên hết rồi đúng đúng không có không có thần cáo lui thần cũng cáo lui các lão thần đưa mắt nhìn nhau khéo đưa đẩy ánh mắt cáo già trải sự đời từng người rời khỏi kim loan điện cuối cùng chỉ còn lại hai người quân huyền kiêu và thẩm ngọc đáng lẽ ta không nên đến thẩm ngọc liếc mắt trừng hắn làm ta giống như hồ ly mê hoặc quân chủ vậy ha ha mấy lão đầu này đã đứng một đêm rồi bọn họ cảm kích ngươi còn không kịp thẩm ngọc lo lắng nói vậy ngươi thì sao ngươi cũng làm việc cả đêm làm việc cả đêm quân huyền kiêu nháy mắt một cái nhớ tới cuộc sống trước kia được thẩm ngọc hầu hạ thế nhưng làm việc cả đêm lại là chuyện thường ngọc nhi ngươi như này là đau lòng cho ta sao không chờ thẩm ngọc trả lời quân huyền kiêu đã hôn một cái lên gò má trơn mềm của y sau đó cúi người xuống quân huyền kiêu cúi đầu xuống sau đó thuận thế nằm luôn coi đùi thẩm ngọc thành gối mềm chà mềm mại thoải mái quá quân huyền kiêu híp mắt lại vương vai sảng khoái thở dài một hơi nếu ngươi mệt rồi thì lên giường nghỉ ngơi đi, đè lên chân ta mỏi. Thẩm Ngọc không thoải mái, dịch dịch chân. Đừng cử động, để ta dựa một chút. Ngữ khí giống như một đứa trẻ muốn được cưng chiều, khiến toàn thân Thẩm Ngọc sợn gai ốc, bị một đống lớn như vậy, khù, một người lớn như này làm nũng. Thẩm Ngọc thực sự nghẹn họng nhìn trân trối, nhưng mà chân cũng không cử động nữa, cứ để hắn gối như thế nghỉ một chút, mới được một lúc, đã có tiếng hít thở đều đều của quân huyền kêu truyền tới. Thẩm Ngọc không còn gì để nói, có lẽ hắn thực sự mệt rồi, dọc đường hội kinh đều ngày đêm chiếu cố Thẩm Ngọc bị bệnh, sau khi hội kinh lại không ngừng xử lý tấu chương. Nếu không phải đang ở trước mặt người mình yên tâm nhất, làm sao có thể nói ngủ là ngủ. Bị đè không cách nào nhúc nhích, Thẩm Ngọc không có chuyện gì để làm, liền cúi đầu ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Quân Huyền Kiêu. Mày kiếm giống như tô qua mực tản ra khí khái anh hùng, phía bên dưới Thẩm Ngọc lại chưa từng phát hiện, lông mi dày đậm như vậy, tuy không dài nhỏ như của thẩm ngọc nhưng hơi cong lên tướng mạo có một hai phần giống người tây vực sống mũi cao thẳng đôi môi khép hờ lộ vẻ hơi mỏng hồng liên từng nói người môi mỏng nhất định bạc tình loại nam nhân này không thể chấp nhận được thẩm ngọc suy nghĩ hồi lâu độ dày của môi quân huyền kiêu vừa đẹp theo cách nói của hồng liên phải là một nam nhân bình thường mới đúng nhưng hắn lại là một người cực kỳ cực đoan hoặc là bạc bẽo vô tình hơn cả lan sói hoặc là dịu dàng thành một hồ nước xuân có thể thấy hồng liên khoe khoang duyệt qua vô số nam nhân cũng không nhất định chính xác rời khỏi khuôn mặt của quân huyền kiêu thẩm ngọc nhàm chán cầm quyển tấu chương lật xem trên tấu sớ có tả hữu tướng quản lý triều chính thay mặt phê chuẩn gần đây thẩm ngọc không tìm được điển tịch để đọc xem tấu chương cũng dần dần say mê khoảng chừng hai canh giờ sau quân huyền kiêu mở mắt ra liền nhìn thấy thẩm ngọc xem đến mê mẩn nghe tiếng lật xem nhẹ nhàng của y muốn gối lên chân y thêm một lúc ngươi đừng giả bộ ngủ nữa thẩm ngọc nói một câu vạch trần tâm tư nhỏ của hắn sao ngươi biết ta đã tỉnh quân huyền kiêu chán nản nói thẩm ngọc cúi đầu cười bí hiểm trong lòng lại đang nghĩ vậy mà y có thể phán đoán quân huyền kiêu ngủ thật hay ngủ giả thông qua tiếng hít thở của hắn giữa bọn họ đã quen thuộc đến mức độ này rồi sao phu thê nương tựa lẫn nhau cũng chỉ có như vậy trước kia thẩm ngọc không làm được bây giờ e rằng chỉ cần nghe tiếng bước chân của quân huyền kiêu thì sẽ biết đó là hắn nếu hiện tại hắn còn giở trò lừa bịp ngụy trang gì đấy chắc chắn thẩm ngọc sẽ không thể không nhận ra bóng lưng của hắn nếu đã tỉnh thì mau ngồi dậy đi thẩm ngọc nhìn hai canh giờ rồi ban đầu chân trái đau mỏi không thôi bây giờ đã mất đi cảm giác quân huyền kêu quan tâm khẳng định y bị đè đến khó chịu mặc dù trong lòng còn muốn nằm thêm một lúc cuối cùng vẫn ngồi dậy buông tha cho y a à. thẩm ngọc vừa mới cử động một chút liền bị đau nhức chăm chích kịch liệt đến kêu thành tiếng, bắp chân bị mất cảm giác trong nháy mắt giống như điện giật, thẩm ngọc đau đến nghe răng há miệng. Quân huyền kêu nhìn y ông chân nhưng không thể động đậy, biết y bị mình gối đến tê liệt, ngồi sổng xuống tháo vớ ra, dùng tay cầm chân ngọc của y. Đừng, đừng động, đừng đụng vào ta. Thẩm ngọc hít một hơi, cắn răng đánh hắn. Ta giúp ngươi khai thông kinh mạch, khí huyết lưu thông thì sẽ khỏi, không sao đâu, ngươi nhìn một chút. Quân huyền kiêu vừa mới chạm vào đầu ngón chân của thẩm ngọc Thẩm ngọc đã đau đến mức đánh hắn Miệng kêu ầm ĩ. Quân huyền mặc kệ y khu tay loạn xạ Giúp y xoa nắng ngón chân Ngươi đừng đụng ta Để ta nghĩ chút đã Tự nó sẽ hết Ngươi đừng động Thẩm ngọc bị đau nóng tính rồi Lại đánh một cái lên lưng hắn Quân huyền kiêu nhìn dáng vẻ chật vật Tức cười của y không nhìn được bật cười Ngươi còn mặt mũi để cười Còn không phải đều tại ngươi Ui từ từ Thẩm Ngọc đang oán trách, đột nhiên Quân Huyền Kiêu động một cái, nhấc chân Thẩm Ngọc lên vai. A. À. Từ từ Thẩm Ngọc kêu thảm một tiếng, ngươi, ngươi muốn giết ta à? Cử Động từ chậm đến nhanh. Thẩm Ngọc đau đến hai mắt tối sầm, chỉ thấy dáng vẻ buồn cười lại không dám cười của Quân Huyền Kiêu, càng muốn đánh hắn. Có điều hành động này của Quân Huyền Kiêu đúng là có hiệu quả, cử động chân một chút, huyết mạch lưu thông rồi, Thẩm Ngọc cũng đã bình phục, mồ hôi đầm đìa bình tĩnh lại mới chú ý tới quân huyền kiêu đang quỳ dưới thân y một vai đỡ một chân y bộ vị dưới eo dán sát giữa bắp đùi thẩm ngọc tư thế ái mùi bầu không khí dâm mị ta khỏe rồi ngươi tránh ra quân huyền kiêu không động đậy khó xử nói ta thì không tốt lắm thẩm ngọc sửng sốt một chút bắp đùi đã bị thứ gì đó vừa to vừa cứng chống đỡ xúc cảm nóng bỏng khiến thẩm ngọc càng xấu hổ là vậy mà nó còn hơi động vừa vặn quét qua khe mông thẩm ngọc giống như vô tình trêu chọc chỗ sâu kín, lại giống như cố tình làm bậy, khiêu khích diễu võ dương oai. Bị đâm đến giữa hai đùi thì cũng thôi đi, càng nguy hiểm hơn là thứ kia vẫn không ngừng quấy rối, giống như là đang tìm nơi có thể tiếp nhận nó, muốn thể hiện sự oai phong. Thẩm Ngọc bị gợi lên những tạp niệm ý loạn tình mê kia, vậy mà cũng cảm thấy bị lửa nóng này va chạm rất thoải mái. Hai mắt Quân Huyền Kiêu đã cháy lên dục hỏa vô tận dáng vẻ nhìn thẩm ngọc cứ như một con sói đói ngửi thấy mùi máu tanh chẳng qua là ngại quy tắc thẩm ngọc định ra cho hắn một tháng hai lần mới kìm nén kích động muốn xé lớp áo mỏng kia trên người thẩm ngọc ngọc nhi ngọc nhi trong miệng hắn chỉ nỉ non tên của thẩm ngọc nhưng thẩm ngọc đã quá rõ hắn đang tìm cách cầu hoang hai người dây dưa va chạm nơi tiếp xúc lẫn nhau nhiệt độ tăng cao quân huyền kiêu vùi đầu bên vai thẩm ngọc ngửi hương tươi mát trên người y tham lam hút lấy tất cả từ y dừng lại, ngươi là chó sao? Thẩm Ngọc nâng đầu hắn, nhìn bộ dạng hít hít ngửi ngửi của hắn, không kìm được bật cười. Đúng vậy, chỉ thích ăn ngươi khối thịt này, thơm. Lúc này quân huyên kêu lại trả lời rất nhanh, Thẩm Ngọc cười càng vui, cái này có coi như là tán tỉnh gì gì đó không? Vậy ta đã đói bụng lâu như thế rồi, có phải hôm nay nên được ăn rồi không? Quân huyền kêu cố tình liếm môi trên, dáng vẻ như đói như khác. Chỉ một lần Thẩm Ngọc nói. Cái gì? Quân huyền kêu sửng sốt, cho là mình mình nghe nhầm, những lần trước kia không phải hắn ăn nỉ ý ôi cầu hoang, thẩm ngọc đều cự tuyệt, quả thực không chịu nổi hắn mới thỏa hiệp. Quân huyền kêu cho là lúc này cũng phải năn nỉ cả nửa ngày, có khi còn có khả năng bị thẩm ngọc một cước đá văng. Gò má thẩm ngọc ửng đỏ, ta nói, chỉ một lần, không cho phép thời gian quá dài. Thật sao? Được được được, được thôi. Quân huyền kiêu kinh hỉ nói năng lộn xộn, ôm lấy thẩm ngọc, một tầng y phục vướng víu nhanh chóng bị lột ra, thẩm ngọc kinh ngạc từ lúc nào thủ pháp của hắn thành thạo như vậy. Hay là nói trong đầu hắn đã mô phỏng vô số lần động tác lột đồ của thẩm ngọc? Ngươi vội vàng như vậy làm gì? Da thẩm ngọc cũng bắt đầu ấm lên, cổ hồng khô nóng khiến giọng hơi khàn, nghe rất mị hoặc mê tình. Tiết kiệm thời gian cho chính sự đó. Quân huyền kiêu lý lẽ ngay thẳng. Lúc hắn cởi áo ngoài màu vàng đen thẩm của mình ra, một cái bình nhỏ rơi ra từ trong tay áo, quân huyền kiêu vương tay bắt nó lại. Đó là cái gì? Thẩm Ngọc Thuận miệng hỏi, vào lúc mấu chốt quan trọng này, quân huyền kiêu còn có thể chú ý đến bình ngọc nhỏ, xem ra thứ này rất quý giá đối với hắn. Quân huyền kiêu dừng lại chốc lát, bên trong bình ngọc nhỏ này đương nhiên là Linh đang mang thai của sở nhân lưu giữ, có thể có kết tinh tâm huyết chung với Thẩm Ngọc, hắn rất mong đợi, cho nên quân huyền kiêu nghĩ có nên bàn bạc với Thẩm Ngọc một chút hay không, nhưng mà y sẽ tiếp nhận sao? Càng làm cho quân huyền kiêu lo lắng chính là, sau khi uống linh đang mang thai này, sẽ phải chịu đựng đau đớn không ít hơn nữ tử bình thường mang thai 10 tháng, thậm chí còn hơn gấp bội. Nghĩ đến đây, quân huyền kiêu ném bình ngọc nhỏ sang một bên. Không có gì, đừng để ý, chúng ta tiếp tục. Hai tháng sau, huyền đế thu lại quyền lực, triều chính ổn định, trong lãnh thổ đại tỉnh không còn biến động khác nữa trấn bắt quân dưới sự dẫn dắt của Tống Thanh Bắc Phạt, sang bằng Hô Diên Thị, Khải Hoàng trở về Bắc Vực. Mùa thu đang đến gần, kinh thành Bắc Vực cũng đã sớm lạnh, bên ngoài thành một mảnh tiêu điều, nhưng bên trong thành lại phồn hoa hưng thịnh. Vào thu thẩm ngọc càng mệt mỏi, ngủ cũng càng ngày càng nhiều, thường là mặt trời sắp đến đỉnh đầu rồi mới uể oải thức dậy súc miệng rửa mặt, trực tiếp dùng bữa trưa, các cung nữ hầu hạ y ngược lại cũng đỡ lo hơn, y không giống như những quý phi nương nương trước kia, rửa mặt chải đầu, trang điểm, thay y phục đến hơn nửa canh giờ, dùng bữa chọn ba lấy bốn, thẩm ngọc không cần những thứ này, phạm là ngự thiện phòng làm, y đều ăn nấu nghiến. Dĩ nhiên, cái này có liên quan đến việc huyền đế chú tâm đến bữa ăn hàng ngày của y, ngự trù có thể có được cái gật đầu đồng ý của huyền đế, đương nhiên là không thể tốt hơn nữa. Huyền đế chỉ cho thẩm ngọc ăn kiên cây nóng. Nói là chăm sóc bao tử. Ngày hôm đó khi thẩm ngọc tỉnh lại, theo thường lệ quân huyền kiêu đã hạ triều, Dựa sát bên giường nhỏ của y, thẩm ngọc chưa mở mắt, cánh mũi đã động đậy trước hai cái, ngửi được mùi thơm thức ăn thanh đạm. Ha ha, dùng thức ăn đánh thức ngươi, có tác dụng hơn một trăm lần so với ta gọi quân huyền kiêu cười chế giễu y. Thẩm ngọc còn muốn rụt vào trong đệm chăn ngủ thêm một lúc nữa, nhưng đói bụng khiến y thanh tỉnh. Quân huyền kiêu đã tập thành thói quen vui cười hớn hở bế y lên, lúc này lại thu hồi ý cười, nhíu nhíu mày. Ngươi nhìn ta làm gì? Thẩm Ngọc mơ màng cầu nhau. Ngọc Nhi, quân huyền kiêu nghiêm túc nói, bây giờ ngươi thật sự là tròn mềm lên rất nhiều, bế trong tay nặng trĩu. Thẩm Ngọc bừng tỉnh, quay đầu lại nhìn gương đồng, đường nét của y quả thực đầy đặn rồi, trên mặt đã có thịt, không giống như trước kia có thể sờ được cả xương. Ngươi chê ta. Thẩm Ngọc cảm thấy có nguy cơ xảy ra, vỗ vỗ mặt. Sao có thể chứ, quân huyền kiêu bật thốt lên, bộ dáng bây giờ của ngươi cũng tốt, ta cũng thích như này nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Suy. Thẩm Ngọc không tin, với tính nết có mới nới cũ của ngươi, khẳng định là rất nhanh sẽ chán ta. Trời đất chứng giám, ngươi cứ đổ oan cho ta. Thẩm Ngọc không thèm nghe quân huyền kêu giải thích, sau khi rửa mặt qua loa xong, đến ngồi trước bàn thấp, không cố kỵ chút nào dùng bữa, dáng vẻ không có một chút lo lắng nào. Ây, không phải lúc nãy ngươi còn nói ta sẽ phiền chán ngươi sao? quân huyền kiêu ngồi xuống bên cạnh y nhìn thẩm ngọc ăn ngon làm cho hắn cũng cảm thấy đói dù sao sớm muộn cũng bị vứt bỏ chẳng bằng ăn cho sướng cái miệng đồ ăn của ngự thiện phòng làm ta vẫn chưa ăn được hết đâu trong miệng thẩm ngọc nhét không ít thức ăn nói chuyện lúng búng không rõ quân huyền kiêu bật cười hắn lệnh cho người ngự thiện phòng liên tục đổi mới cách làm để tạo ra món mới còn đặc biệt chiêu mộ danh trù từ khắp đại tỉnh đủ để thẩm ngọc ăn cả đời mà không bị lặp lại Quân Huyền kêu bưng tới một đĩa nấm thông đỏ hầm sữa tươi, dùng đũa đưa lên bên miệng Y. Nấm thông đỏ, hay còn gọi là nấm masuta một loại nấm quý và đắt ở Nhật, thường mọc dưới gốc cây thông đỏ. Vậy ngươi nếm thử món này nữa. Ngươi đang muốn nuôi ta mập. Thẩm Ngọc không kịp nói hết câu, liền há miệng nhận lấy. Quân Huyền kêu liếc mắt đưa tình nói, Ngọc Nhi, ngươi là bảo bối của ta, đương nhiên là càng nặng hơn chút mới quý giá. Ta không thèm tin mấy lời nói dối của ngươi. Răng thẩm ngọc bị ê ẩm, nhưng khẩu vị lại càng tốt lên, trước kia y không thể ăn được nhiều đồ như vậy. Vậy có một việc ngươi có muốn nghe không? Quân huyền kêu nhướng mày. Chuyện gì? Quân huyền kêu lại đưa một miếng đuôi hưu vào trong miệng y, nói, tổng thanh trịnh tấu chương lên, muốn ta tứ hôn cho hắn. Thẩm ngọc hơi mơ hồ, buộc miệng nói, ngươi đừng lừa gạt ta. Lúc này ta nói nhảm làm gì? Là thật thẩm ngọc quên cả ăn ngay ngô ngơ ngác nhìn không chớp mắt một lúc lâu không thể nào đâu trong lòng tống đại ca thích hồng liên sao lại xin ngươi tứ hôn chẳng lẽ hắn cũng giống ngươi là một quỷ hoa tâm gặp được mỹ nữ nào đấy bị mê hồn rồi quân huyền kêu khó hiểu trong lòng bồi thêm một câu ta không phải không được ngươi không thể tứ hôn cho hắn hắn thành thân với người khác hồng liên phải làm thế nào thẩm ngọc đứng lên lo lắng đi đi lại lại ngọc nhi quân huyền kiêu kéo tay y ngươi nghĩ linh tinh gì đó người tống thanh muốn ta tứ hôn chính là hồng liên thẩm ngọc chấp chấp mắt vỗ ngực nói ngươi không nói hết câu hại ta cuốn cùng nửa ngày đợi đã hắn tìm được hồng liên rồi cứ cho là đã tìm được rồi đi trong tấu sớ của hắn nói tứ hôn trong vòng ba ngày sẽ đi đón hồng liên tấu chương của tống thanh chỉ tha thiết xin tứ hôn tình hình cụ thể quân huyền kiêu cũng không thể nào biết được vậy thì quá tốt rồi nào há miệng ăn thêm chút nữa đi mà chuyện của người khác quân huyền kiêu mới lười quản hắn chỉ lo nuôi vợ mình đến trắng trắng mềm mềm tươi non ngon miệng sau khi cao hứng một ngày thẩm ngọc quyết định phải đi bắt vực tham gia hôn yến của tống thanh quân huyền kiêu không muốn cục thịt mà mình vất vả lắm mới nuôi được lại bị dày vò rơi mất đề nghị triệu hồi hai người tống thanh về kinh thành cưới vợ sẽ tốt hơn nhưng thẩm ngọc kiên trì muốn mình đi một chuyến hai người tranh luận thường là quân huyền kiêu sẽ thỏa hiệp và kết thúc. May mà triều đình ổn định, quân huyền kiêu có thể dành ra chút thời gian đi cùng thẩm ngọc một lần. Lần đầu tiên thẩm ngọc mài mực thắp đèn cho hắn trong lúc hắn phê duyệt tấu chương, cực kỳ tha thiết. Bị thẩm ngọc thúc giục, hôm sau liền lên đường. Vốn cho là có bản thân tự mình chăm sóc thẩm ngọc, y sẽ không có chuyện gì, kết quả vừa mới ở trên xe ngựa một ngày, thẩm ngọc từ vui vẻ hoạt bát trở nên ủ rũ tinh thần, giống như bị sương đánh qua không đi nữa hồi cung mặt quân huyền kiêu lạnh băng đối diện với thẩm ngọc ta không sao ta vẫn có thể đi thẩm ngọc yếu ớt nói cũng không thể chịu thua quân huyền kiêu không nói gì đưa tay sờ thử tráng y không nóng sắc mặt hơi trắng xanh ngoại trừ cái này cũng không có triệu chứng khác là bởi vì xe ngựa đi nhanh quá lắc lư rồi thẩm ngọc thuận miệng tìm một lý do quả thực y không có ống đau gì khác chỉ là thân thể mất sức mệt chỉ muốn ngủ. Quân huyền kêu lệnh cho phu xe giảm tốc độ, thẩm ngọc liền cảm thấy tốt lên rất nhiều. Đường núi không có trạm dịch quán trọ, đến giờ cơm trưa, quân huyền kêu sai người hâm nóng những món ngon bưng đến bên trong xe ngựa, thẩm ngọc chỉ nhìn một cái, liền lắc đầu bịt mũi cự tuyệt. Quá ngấy, ta ngửi mùi cũng thấy buồn nôn. Quân huyền kêu càng thấy lạ, gần đây khẩu vị của thẩm ngọc cực kỳ tốt, sao bỗng nhiên lại không ăn được cái gì? Gà muối tiêu, heo sữa quay đều là món thẩm ngọc thích. Hoặc là ngoan ngoãn ăn cơm, hoặc là trở lại kinh thành, quân huyền kiêu nghiêm giọng nói. Thẩm ngọc bị hắn uy hiếp, quỷ khuất xé đùi gà, vừa mới đưa đến bên miệng, trong bao tử cuộn trào một trận, thẩm ngọc ló đầu ra ngoài cửa sổ, sắp nôn ra cả mật. Quân huyền kiêu chăm sóc rửa sạch cho y, vừa sốt ruột vừa ấy nấy, biết rõ thân thể y khó chịu, còn ép y làm gì. Thẩm Ngọc bám vào cửa sổ hóng mát, nhìn thấy một vườn cây sơn tra, tháng 10 đang là lúc quả chín, từng chùm từng chùm quả đỏ hồng lắc lư. Ta muốn ăn kẹo hồ lô. Địa phương oanh ca yến vũ nhất phải kể tới ở Bắc Đô chắc chắn là tầng hoài lâu, đáng tiếc sau năm bị một mồi lửa đốt thành tro bụi, những nơi yên hoa khác thừa cơ thượng vị, nhưng làm cách nào cũng không phồn hoa bằng một nửa tầng hoài lâu khi đó. Mãi cho đến hai tháng trước, một thanh lâu gọi là thanh liên quán bỗng xuất hiện, mới khôi phục được cảnh tượng náo nhiệt ngày xưa, từ sáng đến tối, thanh liên quán chưa bao giờ vắng khách, mỹ âm diễm vũ mỹ nhân mỹ tử, hàng đêm sên ca cực kỳ vui vẻ, người ngoài nhìn vào đều bị làm cho xấu hổ che mặt đi nhanh, người bên trong lại giống như lúc nào cũng vui mừng. Người ta nói, ca linh bên trong ca hay nhất, vũ cơ có vòng eo thon thả nhất, ngoài ra còn có tướng công xinh đẹp nhất, công tử gia thích nam tử cũng có thể vui vẻ mà quay lại lần nữa. Sau khi thanh liên quán xuất hiện, đã giành mất đất làm ăn của một nửa thanh lâu. Còn có khách nhân tán dương, xinh đẹp nhất vẫn là quán chủ thanh liên quán, hội tụ đủ vũ mị phong tình khắp thiên hạ, chân mày kia khẽ nhếch, mắt phượng trừng một cái, thì có thể câu mất hồn người, có tin đồn nói quán chủ chính là đầu bài của tần hoài lâu trước kia, nhưng mà có rất ít khách nhân từng thấy hắn lộ diện, người bàn tán cũng chỉ có thể lau nước giải chảy xuống dưới cầm, tự mình tưởng tượng thôi. Tiếng tâm của quán chủ thanh liên quán, ngay cả tống đại tướng quân trấn thủ Bắc vực cũng nghe được. Sau khi trấn bắt quân sang bằng hô diên thị hung nô, tổng tướng quân mới vừa trở về Bắc Đô, liền tìm tới thanh liên quán, kỹ tử tướng công bên trong đều giật mình, cho là quan binh đến kiểm tra và niêm phong, tổng tướng quân lại chỉ nói rằng muốn gặp quán chủ. Đợi mãi đến lúc trời tối, quán chủ cũng không hiện thân, tổng tướng quân cố gắng đợi cả một ngày ở đại sảnh, khách nhân qua lại đều chỉ rõ, khuyên giải hắn, nói là quán chủ không tiếp khách, hắn không nghe, quản sự của thanh liên quán nói nếu không thì tìm cô nương tướng công khác bồi hắn uống rượu hắn cũng không đáp ngồi đến rạng sáng hôm sau khách nhân say sưa trong ôn nhu hương một đêm đều đã thay một nhóm rồi tống tướng quân mới rời đi lúc này quý nhân quan lớn của bắc đô mới biết thì ra tống tướng quân cũng có khẩu vị này hơn nữa còn si mê hơn những công tử ca kia bởi vì chỉ trở về có ba canh giờ tống tướng quân lại đến thanh liên quán lúc này chỉ nói một câu quán chủ không hiện thân gặp hắn vậy thì mỗi ngày hắn đều đợi ở đại sảnh người khác còn tưởng rằng hắn nhất thời nổi hứng nói những lời này để lừa người xuất hiện nhưng lại không ngờ đến chữ đợi này chính là một tháng ngày nào cũng như vậy hôm đó như thường lệ tống tướng quân tự mình xông vào thanh liên quán ngồi ở giữa đại sảnh ân khách đến thường xuyên đều đã quen mặt hắn không người nào dám bắt chuyện với hắn nữa những tướng công cô nương kia lại bàn tán sôi nổi đều nói nếu có một người nam nhân vì bọn họ cố chấp như vậy bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện bán thân cả đời cho hắn nhưng quán chủ ý chí sắt đá không cảm động chút nào. Tống tướng quân Một tiểu quán mới có 16, 17 tuổi lắc eo đi tới, dáng dấp đẹp mắt, động tác có mấy phần giống hồng liên, nhưng bộ dáng thước tha kia lại hoàn toàn không giống hồng liên trọn vẹn vốn có, quyến rũ có thừa, nhưng hơi thiếu tự nhiên. Tống thanh chỉ thản nhiên nhìn hắn một cái, liền đưa ánh mắt sang chỗ khác. Ngay cả nhìn tống tướng quân cũng không thèm nhìn nô gia một cái, làm cho người ta cực kỳ thương tâm đấy, tiểu quán che mặt cố làm vẻ đau lòng, lại phất phất tay, có điều tất nhiên nô gia không thể nào so sánh được với quán chủ, chỉ là không ngờ rằng Tống tướng quân tận tâm như vậy. Tiểu quán vừa nói vừa xoa tay lên vai Tống tướng quân, liên tục bước đến dựa lên người hắn, hương thơm dịu trên người phản phất bay qua. Tống tướng quân cử động thân thể, tay của hắn liền rơi vào khoảng không. Tiểu quán thất vọng nói, Tống tướng quân ngồi một mình cũng nhàm chán không bằng để nô gia bồi ngại uống rượu nói chuyện, chờ trong vô vọng cũng là chờ, có người cùng giải sầu cho đỡ hiu quạng không tốt hơn sao? Tiểu quán lại tiến lên, nhưng bị Tống tướng quân nhấc cánh tay, lén đẩy mạnh một cái, thiếu chút nữa tiểu quán ngã xuống đất. Vô vị, Tống tướng quân không hiểu phong tình như vậy, khó trách quán chủ lạnh nhạt ngươi nhiều ngày như thế, tiểu quán tức giận nói, bỏ đi, bỏ đi, quán chủ bảo nô gia đến dẫn ngươi đi gặp hắn. Lúc này Tống Thanh mới có phản ứng hỏi, hắn thật sự chịu gặp ta rồi. Lừa ngươi có ích gì? Tùy ngươi có đi không? Tiểu quán ở đằng trước dẫn đường, băng qua hành lang công công gấp khúc, đến hậu hoa viên của thanh liên quán, không nghe thấy những âm thanh huyên náo kia nữa, không ngửi thấy mùi hương nồng nặc gây mũi, tổng thanh cảm thấy ngũ quan đã thông thuận hơn. Tiểu quán gõ cửa phòng gọi, quán chủ, người đến rồi, si tịnh vô cùng, rất hờ hững với nô gia. Bên trong không có tiếng trả lời, tiểu quán nói xong cũng đi mất. Tống Thanh đợi ngoài cửa một mình, chần chờ chốc lát, đẩy cửa vào. Một dáng người yếu điệu ngồi trước bàn trang điểm, thủ pháp thành thạo kéo búi tóc, sau đó không nhanh không chậm hướng về phía gương đồng trang điểm, than vẽ mày xanh đen, son đỏ, ở trong đôi tay lan hoa chỉ mảnh khảnh, khéo léo, còn liền mạch lưu loát hơn cả văn nhân mặt khách hội họa. Tống Thanh không cần nhìn chính diện mặt hắn, cũng biết hắn là ai, si ngốc bước đi, hướng đến người kia. Hồng Liên nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu liếc mắt, mặt như sen mày như liễu. Ái cha, đại gia vào phòng cũng không lên tiếng, dọa ta giật mình. Ngữ khí lười biến tùy ý, mang theo mỹ ý yêu kiều mềm mại đến tận xương. Tống Thanh đi qua, đứng sau lưng Hồng Liên. Nếu đại gia không vội, cứ ngồi một chút, đợi ta dùng bữa sáng xong rồi tiếp tục hầu hạ. Lời Hồng Liên tuy khách khí, nhưng từ đầu đến cuối không đặt lực chú ý trên người Tống Thanh, vẫn còn vương vai, ngáp dài ngồi trên ghế đệm, tư thế tùy ý lười biếng. Tống Thanh trầm mặt ở bên cạnh, nhìn Hồng Liên dùng muỗng canh bạc múc cháo, ăn vài miếng, lại chán vứt sang một bên, dùng tới món ăn sáng khác, đồ ăn sáng có đến 7-8 món, hắn đều nếm thử một hai miếng. Nếu là lúc trước, Tống Thanh đối với dáng điệu kén chọn này, nhất định là cực kỳ chán ghét, hiện tại lại ngây ngốc nhìn hắn, cái miệng nhỏ xinh đẹp ăn các thứ, còn lãng phí hơn phân nửa thức ăn, thế mà lại cảm thấy chỗ nào cũng là cảnh đẹp ý vui. Hồng Liên dừng lại, nâng đuôi mắt hỏi, không phải Tống Đại Gia không ưa dáng vẻ làm bộ làm tịch của ta sao? Lúc này lại không nói. Tống Thanh Hiền lành mở miệng nói, ngươi thích là được. Hồng Liên biểu môi xùy một tiếng, vô vị, đứng lên đi vào bên trong phía sau rèm châu, lúc đi ra trong tay ông một trương gỗ nhỏ tinh xảo, nhìn dáng vẻ chật vật của hắn có thể thấy cái rương không nhẹ. Rầm một tiếng, cái rương bị vứt xuống trước mặt Tống Thanh. Hồng Liên mở ra, là vàng thỏi ống ánh, xếp ngay ngắn chỉnh tề. Này, trả lại cho ngươi, tổng cộng 200 lượng Hồng Liên đẩy rương vàng qua. Tống Thanh đẩy nó trở về, cứng đờ đáp, ta không cần. Không phải ngươi tới đòi nợ sao, Hồng Liên giống như đã dự đoán được, cười duyên nói, ta đã lừa gạt nhiều ngân lượng từ trong tay Tống Đại Gia như vậy, Tống Đại Gia không so đo. Hồng Liên mượn lý do cứu giúp thẩm nọc, bám lấy tống thanh không buông bắt hắn chịu trách nhiệm tống thanh cũng không nhớ rõ hắn cầm của mình bao nhiêu ngân lượng cuối cùng lúc đi còn lấy đi ba ngàn lượng ngân phiếu hắn giấu dưới đáy rương y phục thấy tống thanh lại im lặng hồng liên cố ý nghịch thỏi vàng làm nó kêu len ken tống đại gia cũng biết bắt ta nôn tiền ra còn đau hơn so với cắt thịt ta ta vất vả bỏ vốn làm ăn qua thôn này cũng không có khách điếm như vậy nữa ngươi thực sự không cần ta không cần tống thanh lặp lại thôi bỏ đi quá hạn không chờ chưa từng thấy người nào ngốc như vậy sau này ngươi cũng đừng có nói ta thiếu tiền ngươi ha hồng liên suy một câu khép trương lại ông vào trong ngực tống thanh cứ ngồi ngay ngắn ở đó lại chợt hỏi ngươi vẫn còn thiếu ngân lượng sao hồng liên bị câu hỏi của hắn làm cho không biết trả lời như nào sau đó cười thành tiếng hóa ra không phải tống đại gia tới đòi nợ mà là tới đưa bạc à hồng liên chỉ chỉ bên ngoài nói nhưng mà bây giờ ta không thiếu bạc nữa việc làm ăn của ta rất tốt làm ăn hưng thịnh ngày thu đấu vàng tống đại gia thật ra thì ta vẫn luôn không thiếu bạc trước kia đều lừa ngươi đấy hiếm khi hồng liên nói một câu thật lòng nếu không có bạc làm sao hắn có thể dựa vào chút bạc kia của tống thanh mà dựng được một phong nguyệt quán lớn như vậy ta biết tống thanh đáp dừng một chút lại nói bây giờ ngươi tiếp tục lừa gạt ta như vậy cũng được ta đều cho ngươi ngươi làm người tiêu tiền như rác đến nghiện rồi đúng không hồng liên quát lên nếu ngươi không thiếu bạc, vậy vì sao, vì sao phải trở về loại địa phương này? Hồng Liên liếc mắt cười nói, địa phương này không tốt sao? Bán da thịt cũng là làm ăn, nếu Tống Đại Gia đã không coi trọng, sao vẫn đến liên tiếp mấy ngày, một tháng có thừa? Ta đến vì ngươi, Tống Thanh nói nhỏ. Hồng Liên cười lớn, Tống Đại Gia nói đùa rồi, Thanh Liên quán có nam có nữ, đầu đầu cũng trẻ hơn ta, Tống Đại Gia đến nhiều lần, thử một chút đi, cam đoan ngươi vừa thử đã nghiện đến lúc đấy tên họ của ta là gì cũng sẽ quên mất tống thanh nghe hắn nói như vậy trong lòng càng buồn phiền hoảng loạn nhưng ngươi đã đồng ý với ta không quay lại địa phương tối tăm rối loạn này nữa hồng liên thờ ơ nói lời của thỏ nhi gia nói vậy mà tống đại gia cũng tin thỏ ở đây là chỉ tướng công cũng chính là chỉ nam kỷ tướng công là nghề ở tầng lớp thấp còn không bằng kỷ nữ bắc kinh của quảng kỷ nữ gọi là gà quảng nam kỷ gọi là thỏ ánh mắt tống thanh tối sầm cúi đầu không lên tiếng ngươi trở về đi ta sẽ không tiễn khách đâu hồng liên phất phất tay tống thanh không nhúc nhích hồng liên không quản hắn nữa khoác thêm áo choàng đỏ tươi đi ra ngoài liêm nhi tống thanh vội vàng hô to hồng liên lập tức dừng chân nụ cười yếu ớt trên mặt ngưng trệ chốc lát lúc quay đầu lai mặt mày tươi cười như cũ ta tên hồng liên không phải là liêm nhi lần sau tống đại gia cũng đừng gọi sai nữa thiếu chút nữa thì quên mất xin nhờ tống đại gia ngài ý sau này đừng tới nữa cứ luôn ngồi ở đại sảnh dọa khách nhân của ta chạy mất nói xem ta còn làm ăn kiểu gì được nữa ngày mai ta còn tới tống thanh nghiêm mặc cố chấp hồng liên xoa thái dương nhức đầu nói nếu tống đại gia đến chiếu cố làm ăn của ta đương nhiên ta hoan nghênh ngài đến còn không kịp nhưng tống đại gia không lật thẻ đến cả rượu cũng không uống đây không phải là đến phá quán sao coi như ta cầu xin ngài đừng tới nữa, ta cũng sẽ không gặp ngài. Mỗi ngày ta đều sẽ đến, Tống Thanh khăng khăng cố chấp, trừ khi, ngươi về nhà cùng ta. Về nhà, Hồng Liên chớp chớp mắt, về nhà nào? Tống Thanh mở miệng muốn nói, lại cảm thấy không thỏa đáng, cuối cùng chỉ ấp úng nói, vậy cứ giống như trước kia, ngươi ở trong phủ của ta. Được thôi. Tống Thanh không nghĩ đến, Hồng Liên đáp ứng sảng khoái như vậy, dương mắt nhìn bộ dáng cười cười nói nói giả dối của hắn, không cách nào khẳng định được lời Hồng Liên nói có thật hay không. Vậy ngươi bằng lòng rồi, Tống Thanh hỏi. Có buôn bán vì sao lại không làm? Tổng đại gia như này là mua ta ngủ bên ngoài, vậy về mặt giá cả sẽ cao một chút, Hồng Liên sờ dầu hoa móng tay vừa bôi vừa nói. Trong lòng Tống Thanh nghĩ quả nhiên như vậy, Hồng Liên luôn có thể chặn miệng hắn, tránh né ý nghĩa thực sự trong lời nói của hắn. Bao nhiêu ngân lượng? Từng. Hồng Liên bấm đầu ngón tay một chút, gần đây giá trị bản thân ta đúng là đã tăng gấp bội, xét theo giao tình giữa ta và Tống Đại Gia, vậy thì giảm giá cho ngài, Năm ngàn lượng là được. Tống Thanh há hốc miệng, Năm ngàn lượng. Đúng rồi, Năm ngàn lượng một ngày, không lừa già dối trẻ, Hồng Liên cười khanh khách nói, chẳng lẽ Tống Đại Gia chê đắt. Tống Thanh sững sờ một chút, liền vội vàng lắc đầu nói, không đắt, không đắt, vậy bây giờ ta sẽ trở về lấy bạc. Hồng Liên hơi thu lại ý cười, Hắn vốn định nói con số ngàn vạn Để cho Tống Thanh biết khó mà lui Ai ngờ đầu hắn vặn vẹo như sợi dây thừng Thật sự cáo từ đi rồi Đầu bị khe cửa kẹp hỏng rồi à Hồng Liên mỉa mai Sao mình lại quen biết cái tên đầu gỗ như này Sau khi Tống Thanh đi Hồng Liên nằm xuống giường nhỏ Lại ngâm nga điệu hát dân gian thập bát mô Ban ngày mùa thu tuy tốt Nhưng chung quy vẫn hơi lạnh Gió thổi một cái Hồng Liên rùng mình một cái Hồng Liên cho rằng mình có thể yên tĩnh mấy ngày lại chưa từng nghĩ buổi chiều tống thanh sẽ ôm một túi ngân phiếu đến giống như dân bảo vật nâng lên trước mặt hồng liên hồng liên sửng sốt chốc lát sau đó ông ngân phiếu vào trong ngực mặt mày rạng rỡ tống thanh còn chuẩn bị xe ngựa bên ngoài thanh liên quán chưa tới thời gian uống cạn một chung trà đã đến phủ tướng quân tống thanh kéo hắn đến thẳng phòng ngủ của mình ta còn tưởng tống đại gia là quân tử đoan chính nghiêm túc cơ hóa ra cũng nóng vội như vậy lúc này không cần ta hạ thuốc nữa sao hồng liên ôm cổ tống thanh sức nặng nửa người treo lên người tống thanh hương thơm ngào ngạt trên người hắn chui thẳng vào trong khoang mũi tống thanh khiến hắn thêm chìm đắm với hồng liên trong quyến rũ bức người kia lông mày đôi mắt và bờ môi đỏ mộng đều đang gửi lời mời cho hắn nếm thử tống thanh nhất thời không phân rõ khiến hắn ngày nhớ đêm mơ là hồng liên ở trước mặt hay là liêm nhi trong ký ức liêm nhi nghĩ đến đây đầu óc tống thanh khôi phục một tia thanh tỉnh hồng liên cau mày không vui dùng ngón trỏ che môi hắn. Tống đại gia lại gọi sai rồi, ta tên Hồng Liên. Hồng Liên nhấn mạnh lặp lại một câu, sau đó dùng lực ông lấy Tống Thanh, đẩy hắn ngã lên giường. Ngươi là Liêm Nhi, Tống Thanh nói chắc chắn. Một khắc đêm xuân đáng giá nghìn vàng, Liên Nhi Hồng Nhi cái gì, Tống Đại Gia vẫn còn nghĩ vẫn vơ đến người khác. Hồng Liên cuối người, chậm chạp bò từng tí lên trên, cánh môi lướt qua ngực và cổ Tống Thanh, quyến rũ mê hoặc. Tống Thanh đâu thể chịu được dụ hoặc như này của hắn, chân tay cứng đờ không nhúc nhích. Hồng Liên cưỡi lên người Tống Thanh, càng nguy hiểm hơn là bờ mông vĩnh cao vừa vặn nhắm thẳng vào bộ vị máu chốt của Tống Thanh, Hồng Liên cử động tùy ý, mông nhỏ va chạm một vòng trên người hắn. Trong nháy mắt, Hồng Liên đã tuột một nửa áo ngoài của bản thân ra, lộ ra vai và ngực, sau đó cầm tay Tống Thanh tới, đặt lên vai mình, kéo hắn vuốt ve qua lại. Tống Thanh nhìn chầm chầm, miệng lưỡi khô nóng, dục vọng bản năng và lý trí đánh nhau dữ dội hắn gần như muốn thuận theo động tác lên xuống của hồng liên lại chạm đến đầu vai trân nhẵn có một nơi không bằng phẳng của hồng liên ban đầu là nơi của vết bớt hoa đào giờ đây chỉ còn lại vết sẹo hồng liên coi nó như hình xăm và nhờ người xóa đi tống thanh chỉ cảm thấy tim quặn đau một chút bỗng nhiên xoay mình áp hồng liên xuống dưới thân nếu không phải trên giường phủ chăn đệm chắc chắn hồng liên sẽ bị hắn làm cho bị thương Hồng Liên bất ngờ không kịp đề phòng bị Tống Thanh khống chế, nháy mắt với hắn nói, Tống Đại Gia đã đưa ra 5.000 lượng bạc, muốn đến như nào cũng đều có thể. Tống Thanh nuốt nước bọt, Hồng Liên đang mong đợi động tác tiếp theo của Tống Thanh, kết quả lại là nhẹ nhàng lấy áo ngoài của hắn kéo lên, che đi bả vai trắng như tuyết của hắn. Liêm nhi, ngươi đừng tự sỉ nhục mình nữa. Tống Thanh ôm lấy Hồng Liên, âm thanh trầm thấp, giống như cầu khẩn lại giống như nghẹn ngào hai mắt hồng liên mất tiêu cự trong nháy mắt hung hăng đẩy tống thanh ra tống đại gia rõ là làm mất hứng không làm chuyện này vậy ngươi phí năm ngàn lượng bạc làm gì hồng liên nổi giận đùng đùng chất vấn tống thanh ngạc nhiên nói ta không nghĩ ngươi như vậy hồng liên cắt ngang lời hắn ta buôn da bán thịt chẳng lẽ bảo ta đi tu làm bồ tát đúng là tuổi già tàn phai nhan sắc rồi ta khối thịt nhão này đưa đến tận miệng mà người ta cũng không muốn ăn dầu hoa vào thời cổ đại người ta sử dụng hoa để nhuộm móng tay. Loại hoa được dùng phổ biến là hoa phượng tiên, tên khoa học là Impatin cây bóng nước, cây móng tay, thường mọc ở Trung Quốc, Ấn Độ. Hoa phượng tiên có tác dụng ức chế nấm rất mạnh, đồng thời màu sắc của nó diễm lệ, dùng nó để nhuộm móng tay có thể điều trị nấm móng, viêm viền móng, lại thuần tự nhiên, phương pháp nhuộm không có bất kỳ tổn thương nào cho móng tay. Hơn nữa, dùng nó để nhuộm móng tay đã có lịch sử rất dài ở Trung Quốc hoa phượng tiên thời điểm hồng liên ngồi kiệu trở về thanh liên quán mặt đã đen lại thịt đã dâng đến tận miệng vậy mà tống thanh lại đẩy hắn ra kiên quyết đọc sách cả một ngày còn nói gì mà khi còn bé hắn thích nhất là tiểu thuyết ma quái thích niệm kinh như vậy cạo đầu đi tu làm hòa thượng luôn đi xuống kiệu hồng liên oán hận đá một cước lùi về sau một cái mới từ cửa sau trở về viện tử của mình đóng cửa phòng trầm một tiếng Tiểu quán thanh tú nhìn thấy thế, rón rén tiến tới bên ngoài cửa phòng, từ khe cửa lén lút nhìn vào trong. Nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn nữa ta lấy bản hiệu của ngươi xuống. Bên trong truyền đến tiếng hét giận dữ, tiểu quán thanh tú nhún vai một cái, cười tủm tỉm tiếp tục nhìn. Quán chủ, không phải người được tống đại tướng quân đón về phủ sao? Cái mông bị ông mật đốt à? Hỏa khí lớn như vậy. Chuyện của ta đến phiên ngươi quản quay về đứng trên phố của ngươi cho tốt đi. Bột. Một chiếc giày theo đập lên khung cửa, tiểu quán thanh tú chật chật hai tiếng, không dám chọc hắn nữa, đang muốn đi, đột nhiên cửa phòng lại mở ra, Hồng Liên nhảy lò cò trên một chân đi giày. Tiểu quán thanh tú nịnh nọt chạy lại hỏi, quán chủ có gì phân phó? Hồng Liên vẫy vẫy hắn, ra hiệu ghé tai nói thầm. Ngươi giúp ta làm một việc. Hôm sau Tống Thanh đúng giờ đến, lại cầm rất nhiều ngân phiếu đón Hồng Liên đến phủ, vẫn đọc sách uống trà cùng Hồng Liên như cũ, ép hắn đọc thơ đọc sử, đọc cho hắn nghe. Mỗi ngày năm ngàn lượng tìm một thư đồng, Tống Đại Gia thật đúng là thừa tiền. Bất kể Hồng Liên chăm chọc thế nào, tổng Thành đều không đáp, cứ si ngốc nhìn dáng vẻ hắn đọc sách, có thể nhìn đến mấy canh giờ. Ban đầu Hồng Liên còn lười so đo, dù sao tiền này vẫn dễ kiếm hơn so với bán da thịt, thời gian dài, hắn càng lúc càng bồn chồn bất an, Ngồi cũng không được mà đứng cũng không xong Không đọc nữa Bạc này của tống đại gia nô gia không lấy nữa Hồng liên vắt hai chân lên Cầm mấy quả táo to gặm rộp rộp Tống thanh mặt kệ dáng ngồi không ngay ngắn của hắn Chỉ nói Không được phép nói Nô no gia Ta không thích Ngươi còn quản nhiều như vậy Hồng liên nhai táo trận trắng mắt Ta là ân khách của ngươi Ngươi phải lấy lòng ta Tống thanh nghiêm trang nói Thiếu chút nữa hồng liên nuốt cả hạt táo xuống nhưng lại không phản bác được liên tiếp mấy ngày sau đó hồng liên đều bị đón đi phủ tướng quân buổi chiều lại ngồi kiệu bị đuổi về thanh liên quán sau khoảng nửa tháng Tổng thanh không đến thường xuyên như vậy nữa cách năm ba hôm mới ông ngân phiếu đến đón người tính ngày Tổng thanh đã không đến thanh liên quán hôm đó hồng liên ngồi ở lan phường phát trung quán chủ tiểu quán thanh tú hô to mấy câu hồng liên mới hoàn hồn lại ta đâu có điếc hét cái gì mà hét Sắc mặt Hồng Liên nhật nhạt mà vung tay. Vậy người đang nghĩ gì? À, là đang nhớ Tống Đại Tướng Quân chiếu gì? Vài ngày trước người ta đến thường xuyên, người chê hắn phiền, mấy ngày này không tới, ngược lại người nhớ đến ngứa ngáy cả người rồi hả? Ta thấy ngươi mới bị ngứa gia ý, còn lắm miệng thêm nửa câu nữa coi chừng ta sẽ rách cái miệng ngươi, Hồng Liên nhớ tới cái gì đó, hỏi, chuyện ta bảo ngươi làm như thế nào rồi? ta đây không phải vội trở lại bẩm báo cho quán chủ người sao, ta nghe ngóng được, ngân phiếu tống đại tướng quân đang tạm gửi ở tiền trang, nghe người của tiền trang nói, cầm không ít vàng bạc châu báu đâu, chật chật, quả nhiên tống đại tướng quân tiền bạc vô số. Tiền trang, tra từ điển thì nó là ngân hàng tư nhân nhưng đặt vào bối cảnh của chuyện thì nó giống tiệm cầm đồ hơn. Trong lòng hồng liên sáng tỏ, nhìn nhìn ngân phiếu trong tư trang, đã có gần 100 ngàn lượng, người giàu có và sung túc hơn nữa trong nhà cũng không có khả năng cất giữ nhiều ngân phiếu như vậy hồng liên liền bảo tiểu quán thanh tú đi hỏi một chút quả nhiên rõ ràng tống thanh rút từ gia sản bảy tám phần mấy ngày này không tới có lẽ lại đi gom gấp ngân phiếu rồi ta biết ngay cái tên cứng đầu này hồng liên tự lẩm bẩm trong lòng không biết nên vui hay buồn ta nói này tống đại tướng quân không giống những nam nhân xấu xí kia thật lòng thật dạ với quán chủ hay là quán chủ đi cùng hắn đi nếu không uổng phí một tấm tình si của người ta, tiểu quán thanh tú vẫn còn lãm nhảm. Hôm nay ta còn thấy tống đại tướng quân ở tiền trang nữa đấy. Trong tay ông một pho tượng phỉ thúy sang hô, nhìn một cái cũng biết là món hàng tốt có giá trị liên thành. Người nói gì? Hắn cầm cố rồi. Hồng Liên đứng bật dậy, trước đây trong nhà của Tống Thanh cũng không có phỉ thúy sang hô, vậy nhất định là pho tượng kia. Đúng vậy, hình như cầm cố rồi. Quán chủ, sao vậy? Không có gì. Hồng Liên đau đầu không thôi, tiện tay cầm một nắm ngân phiếu, đưa cho tiểu quán thanh tú. Ngươi giúp ta chuộc phỉ thúy sang hô kia về. Hồng Liên suy nghĩ một chút, lại lấy hơn phân nửa ngân phiếu trong tư trang đưa hắn, mấy ngàn lượng chắc chắn không đủ, tiệm cầm đồ đều là sang tay một cái liền tăng giá gấp bội. Sau khi thúc giục tiểu quán thanh tú đi, còn sớm hơn so với dự liệu của Hồng Liên, quả nhiên bên ngoài thanh liên quán nhốn nháo ồn ào, múa hát đều dừng lại, có một nữ linh, đào hát vội vội vàng vàng chạy tới. Quán chủ. Không hay rồi. Có người tới thanh liên quán gây chuyện. Là người nào? Hồng liên buộc lại vạt áo, trấn định dị thường. Giống như là một quan phu nhân, mang theo một đám gia đình nữa. Hồng liên còn chưa tới tiền đường, đã nghe được tiếng chửi rủa lớn tiếng của nữ nhân. Quản sự của các ngươi đâu? Gọi hắn ra đây cho ta. Hôm nay hắn không xuất hiện, ta sẽ không rời khỏi đây hôm nay ta nhất định phải nhìn xem tiểu hồ ly kia rốt cuộc có bộ dáng gì. Giao hắn ra đây. Đập. Dùng sức đập. Đập nát ổ hồ ly này cho ta. Tránh để nó lại giao họa cho người khác. Nữ đào kép ở phía sau nghe xong sợ hết hồn hết vía, kéo kéo vạt áo hồng liên. Quán chủ, ta thấy phu nhân này cực kỳ hung hãn, hay là, ngài nên tránh một chút đi. Ta một không giết người phóng hỏa, hai không thương thiên hại lý, tại sao phải tránh bà ta? Hồng Liên nhếch môi, đẩy cửa đi vào. Phóng tầm mắt nhìn, ngồi ngay chính giữa đại sảnh là một lão phụ chừng 50 tuổi, đứng ở hai bên là 30, 40 tên gia đình, đồ trang trí trong đại sảnh gần như bị đập vỡ nát tan. Hồng Liên nhìn lướt qua không tìm thấy một mảnh sứ nào còn nguyên vẹn. Khách khứa đương nhiên cũng chạy hết, tiểu quan kỹ nữ còn lại trốn ở khúc quanh cầu thang, chỉ có bảo tiêu của thanh liên quán đối đầu với gia đình, dù sao ít người, khí thế cũng kém vài phần. Ồ, lại là gia quyến nhà nào đến tìm người vậy hồng liên bước chân đi qua cuối cùng mới đặt ánh mắt ở trên người phu nhân kia vị phu nhân này ngài đã tìm được vị kia nhà ngài chưa nếu tìm được rồi thì dẫn trở về nhà đi đánh đánh đập đập giống như có chuyện gì xảy ra vậy mặc dù thanh liên quán đã tiếng xấu vang xa thế nhưng ngài cũng đâu thể ném thể diện nhà mình đi được phải không phụ nhân nhìn hồng liên từ trên xuống dưới sắc mặt u ám giống như gặp phải kẻ thù sinh tử Ngươi chính là Hồng Liên, quán chủ nơi này." Hồng Liên cười nói, "Vậy hẳn chỉ có một người là ta, ngài không tìm nhầm người." Ánh mắt phụ nhân tóe ra tia lửa oán hận, chỉ đầu ngón tay vào chóp mũi Hồng Liên. "Tướng mạo quả nhiên giống y như Hồ Ly Tinh. Ngươi là Hồ Ly Tinh không biết xấu hổ câu dẫn con ta, còn có mặt mũi cười." Hồng Liên càng cười sâu hơn, che miệng nói, "Ta câu dẫn nhiều nam nhân lắm, phu nhân đây là mẹ của người nào? Ngươi đừng giả ngu." Tống phu nhân giận không kìm nổi, gần đây trấn bắt tướng quân thường xuyên chạy đến kỹ viện này của ngươi. Nếu không phải hạ nhân trùng hợp gặp phải, ta cũng không biết con ta bị hồ ly tinh ngươi mê hoặc thần trí, đem toàn bộ vật đáng giá trong nhà đi đổi thành ngân phiếu, cuối cùng rơi vào trong tay của ngươi. Năm ngàn lượng một ngày, lương tâm thật xấu xa, ta ngược lại muốn nhìn xem tấm da này của ngươi có cái gì mà đáng giá nhiều bạc như vậy. Nghe tống phu nhân chửi rủa không ngừng, hồng liên không hề cảm thấy xấu hổ ngược lại còn cười khanh khách đến không ngừng này là chuyện ngươi tình ta nguyện ta không ăn trộm cũng không ăn cướp làm nghề ngay thẳng kiếm sống phu nhân nếu cảm thấy không phục thì có thể đi quan phủ tố cáo ta nha nếu quả thực không được ngài vẫn nên quản tống tướng quân cho tốt đừng để hắn chạy đến kỷ viện này của ta là được rồi tống phu nhân nghẹn một cái tức giận đến trận trừng mắt được được khá lắm hồ ly tinh nhanh mồm nhanh miệng Thật là không biết xấu hổ Tốt nhất ngươi nôn tiền ra cho ta Nếu không ta sẽ khiến ổ hồ ly này của ngươi không tiếp tục mở được nữa Tống phu nhân ngồi lại trên ghế Lòng ngực phập phòng không ngừng Ồ, ta hiểu rồi Hóa ra hôm nay tống lão phu nhân đến đây để đòi tiền Đúng vậy thì sao Tống phu nhân sững sờ Cả giận nói Ngươi ít khoe miệng lưỡi lợi hại Lời nói mới được phân nửa Một tên gia đình tống phủ vội vội vàng vàng chạy vào nói nhỏ mấy câu vào tai tống phu nhân mặt tống phu nhân thoáng chốc trắng bệch viền mắt cũng ửng đỏ cả lên hắn hắn ngay cả phỉ thúy sang hô cũng đem đi cầm tống phu nhân đứng lên mặt mày choáng váng thiếu chút nữa không đỡ nổi ngã xuống ngươi ngươi trả phỉ thúy sang hô lại cho ta trả bạc lại cho ta tống phu nhân tóm chặt lấy vạt áo hồng liên bởi vì dùng sức quá mức âm thanh ngược lại không lớn nhưng nặng ra từ trong kẻ răng hận ý khiến người khác cảm thấy sợ hãi hồng liên gỡ tay bà ta ra cười hỏi phu nhân muốn bạc sợ là tìm nhầm người rồi thì phải tống tướng quân cầm cố ở tiền trang bà muốn tìm người bắt đền thì phải đến tiền trang mới đúng chứ liên quan gì đến ta chính là ngươi tiền bạc con ta đều cho ngươi những thứ kia đều là đồ của nhà ta vốn phải là của ta tống phu nhân giống như điên dại hồng liên sát lại gần thấp giọng nói ồ Bà nói phỉ thúy sang hô này vốn là của nhà bà Hay là tống tướng quân là đứa con trai của bà Tống phu nhân giống như bị sét đánh Sau đó mặt tức giận đến đỏ bừng Bà hận nhất người khác đề cập đến chuyện bà không phải là mẹ ruột của tống thanh Mà chỉ là vợ kế tống lão gia cưới về khi vợ cả qua đời Về phần phỉ thúy sang hô Là do năm đó tống lão gia phụng mệnh tịch thu tài sản của tội thần dư gia Tự mình giữ lại Thế nhưng làm sao hồ ly tinh đáng chết này lại biết được những chuyện đó Tiểu tiện nhân không biết xấu hổ Tống phu nhân giận đến choáng váng, Khí huyết sông lên não vung tay đánh một cái bạc tay vào má phải Hồng Liên Hai người cách nhau gần Hồng Liên tránh không kịp Một thanh âm thanh thúy vang lên Gò má của hắn nóng rát đau đớn Tống phu nhân Hồng Liên cười lạnh một tiếng Áp sát lại gần Ta không đánh trả lại Là sợ bà tuổi già sức yếu Có chuyện gì bất trắc lại đổ lỗi cho ta Nếu bà còn chưa hả giận có can đảm động tay thêm một cái nữa thử xem. Tống phu nhân ngoài mạnh trong yếu, bị Hồng Liên không chút lo sợ cười ép tới gần, cũng sinh ra một chút sợ hãi. Tiện nhân ngươi có biết ta là ai không? Tống phu nhân cố gắng lấy lại khí thế, cắn răng quát hỏi. Ha, Hồng Liên cười khẽ, ta làm nghề này, đương nhiên là am hiểu bốn phương, sao có thể không biết nguyên tri phủ phu nhân đại nhân vật bậc này được chứ? Tống phu nhân thấy hắn chịu thua, liền tự tin nói nếu ngươi biết rõ trong lòng thì đem bạc trả lại cho ta một tên nam kỷ giống như ngươi lấy nhiều tiền bạc như vậy cũng không sợ bị nghẹn chết chân mày hồng liên khẽ động lại hiện lên một tia sắc bén nam kỷ ít nhất nam kỷ còn có nam nhân nâng ở trong tay che chở tặng bạc trắng lóa nhưng phu nhân thứ cho ta vô lễ một quả phụ cũng không nên đến nơi trăng hoa làm ra hành động này nọ để tránh dơ bẩn danh tiếc của phu nhân chỉ vì mấy vạn lượng bạc ta cảm thấy thật không đáng thay phu nhân tống phu nhân bị hắn mỉa mai đến hoa mắt chóng mặt ngực co rút đau đớn hồng liên hết lần này tới lần khác giống như nắm rõ nàng trong lòng bàn tay mỗi câu nói đều đâm thẳng vào tim của bà lúc còn trẻ tống phu nhân chỉ là ngoại thất của đồng tri đại nhân tống lão gia vợ cả tống lão gia chết đột ngột mới tái giá lấy bà tống phu nhân mới được bước vào nhà chính qua mấy năm phong quan nhật tử hơn nữa sau khi dư gia bị buộc tội diệt môn Tống lão gia trở thành tri phụ mới Tống phu nhân đi theo cũng nhất thời phong quan vô hạn Thế nhưng tiệc vui chống tàn Tống lão gia chưa ngồi ở vị trí này được mấy năm liền bệnh chết Tống phu nhân trở thành quả phụ không nơi nương tựa Giữ tan ba năm đành phải lập một cái đền thờ trinh tiết Ngoại thất Chỉ người phụ nữ chung sống với một người đàn ông đã có gia đình như vợ chồng Nhưng không được luật pháp công nhận Không được ở nhà chính mà phải ở bên ngoài Đồng tri Tên chức vị thời nhà Minh Thanh đồng tri là chức vụ phó tri phủ, chính ngũ phẩm, theo việc mà sắp xếp, mỗi phủ bố trí một vài người, không quy định số người. Đồng tri phụ trách phân chia cất giữ muối ở địa phương, lương thực, bắt cướp, đắp đê phòng hộ, lãnh hải, công trình trị thủy, thủy lợi và kiểm kê quân tịch, chăm sóc bảo hộ người dân bình yên. Lúc Tống Lão Gia qua đời, đã chia gia sản thành hai phần đều nhau, một phần cho trưởng tử Tống Thanh, một phần cho Tống Phu Nhân và hai đứa con con cái tống phu nhân tầm thường cả ngày ngồi không miệng ăn núi lở gia tài có to lớn hơn nữa cũng có một ngày lụn bại tuy nói bà là mẹ kế chính thức của tống thanh người khác còn phải tôn kính gọi bà một tiếng lão phu nhân phủ tướng quân thế nhưng từ nhỏ tống thanh đã không thân thiết với bà sau khi ra ở riêng càng ít khi lui tới vị trí lão phu nhân phủ tướng quân này của bà như đứng đóng lửa như ngồi đóng than nếu bà vẫn là phu nhân tri phủ giống như trước kia đời nào sẽ vì mấy vạn lượng bạc tự mình chạy đến thanh liên quán nơi bẩn thiểu này để làm mất giá trị bản thân mình chứ. Quá không biết xấu hổ. Quá không biết xấu hổ. Tống phu nhân bị tức giận đến không lời phản bác, trong miệng lặp đi lặp lại câu nói này, một bên thở hổn hển. Người đâu? Đập nát ổ hồ ly này của hắn cho ta. Ngươi không giao ngân lượng ra đây, cũng đừng hy vọng được sống dễ chịu. Gia đình tống phủ vung gậy, đồ sứ chén đĩa nhạc cụ bị khu vỡ đầy đất, bàn ghế bị đập thành nhiều mảnh nhỏ bảo tiêu thanh liên quán tiến lên ngăn cản đánh nhau loạn xạ thanh liên quán bị đánh đến bừa bộn khắp nơi hồng liên lãnh đạm nhìn bọn họ đập phá ông ngực nhìn một lát mới cảm thấy hết hứng thú quay người về nội viện để cho bọn họ đập đi xong việc đưa giấy nợ đến tống phủ hồng liên cao giọng nói thế nhưng nhất định phải đưa đến đúng chỗ không phải phủ tướng quân là tống phủ tống phu nhân gần như từ trên ghế nhảy dựng lên bà đã không đòi lại được bạc nếu như còn phải bồi thường một khoản tiền lớn như vậy, chẳng phải là muốn cái mạng già này của bà sao? Ngươi đi đâu? Ngươi đừng đi. Trả ngân lượng lại cho ta, Tống Phu Nhân vội vã muốn chặn Hồng Liên lại. Hồng Liên cũng không quay đầu lại nói, Tống Phu Nhân sợ là đập nhầm chỗ rồi, bây giờ bà đi tiền trang, có lẽ còn có thể lấy phỉ thúy sang hô trở về, chậm trễ thêm nữa nói không chừng bị người khác mua mất. Tống Phu Nhân tiến thoái lưỡng nan, tức giận dậm chân. Phu Nhân, còn đập nữa không? Gia đình dò hỏi. Tống phu nhân liếc nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn, giọng căm hận nói, đi tiền trang. Chờ lúc Tống Thanh đem phỉ thúy sang hô đi cầm cố ở tiền trang xong, cầm ngân phiếu đến thanh liên quán, Tống phu nhân đã rời khỏi, chỉ còn sót lại một mảnh hỗn loạn, người thanh liên quán đóng cửa quét dọn sửa sang lại. Tống đại tướng quân, hôm nay không mở cửa, mời ngài trở về đi. Tiểu quán thanh tú từ xa nhìn thấy Tống Thanh, liền tức giận hô một tiếng hắn không biết quan hệ giữa tống phu nhân và tống thanh cho rằng đều là người nhà họ tống nên ngay cả tống thanh cũng chán ghét tại sao quán chủ các ngươi đâu tống thanh mặc kệ hắn xông thẳng vào phía bên trong tiểu quán thanh tú tới ngăn hắn lại quán chủ nói hôm nay không tiếp khách ngài cũng đừng đi vào tiểu quán thanh tú thấy tống thanh không quan tâm gì cả hô to ha người một nhà các ngươi tại sao lại thích cậy mạnh như thế quán chủ không trêu chọc nổi trốn đi cũng không được sao ồ là tống đại gia đến ngươi cản hắn làm gì còn không mời tống đại gia ngồi ghế bảo tất cả nha đầu tiểu tử xuống dưới hầu hạ hồng liên dịu dàng đi ra từ phòng trong nhìn cách ăn mặc tinh xảo xinh đẹp của hắn dáng vẻ giống như là muốn ra ngoài liêm nhi vừa đúng lúc ta tới đón ngươi ngươi theo ta đi tống thanh cười kéo tay hồng liên hồng liên lách qua tránh được tống đại gia đến thật không khéo hôm nay ta không rảnh đang muốn đi quý phủ tiền lão gia ở thành đông cái gì tống thanh mờ mịt đặt câu hỏi tống đại gia nghe không rõ sao tiền lão gia mời ta đến quý phủ của hắn hồng liên chỉ chỉ ra phía bên ngoài xe ngựa cũng đã đến rồi tống thanh tạm ngừng một chút vội vàng kéo hồng liên lại tại sao vẻ mặt tống thanh nôn nóng tại sao cái gì hồng liên vung tay hỏi ngược lại tống thanh siết chặt bả vai hắn trầm giọng hỏi ngươi đã đồng ý về nhà với ta. Sao ngươi có thể nói một đằng làm một nẻo, chạy đi tiền phủ gì đó chứ? Bả vai Hồng Liên bị bóp đau, đẩy tay của hắn ra. Ta đồng ý chỉ đi nhà của ngươi khi nào? Ngươi là ân khách, tiền lão gia cũng là ân khách, ta cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh chứ. Hơn nữa, tổng đại gia liên tiếp gần nửa tháng không đến, ta nào biết có phải quên mất ta rồi không, kỹ nữ muốn kiếm bạc, cũng không thể chỉ treo cổ trên một thân cây như ngươi được đúng không? Tống Thanh trố mắt nghẹn hồng, hiện giờ quý phủ của hắn không còn bao nhiêu ngân lượng, chỉ có thể lấy đồ quý giá trong nhà mang đi cầm, thế nhưng chờ tiền trang xoay tiền cũng phải mất một thời gian, Tống Thanh đành phải trì hoãn đến tận bây giờ. Hồng Liên thừa dịp lúc Tống Thanh đang ngẩn ra, bước đến ngưỡng cửa, Tống Thanh kịp phản ứng lại, đuổi theo đột nhiên nắm lấy cánh tay của hắn. Tống Đại Gia còn có gì phân phó? Nếu như thật sự nhớ ta, vậy thì chờ nửa tháng sau rồi nói đi, tiền lão gia đã một lần trả hết nửa tháng này rồi ta ta cũng có ngân phiếu tiền lão gia ra bao nhiêu ta ra gấp đôi hắn có được không ta có ngân phiếu liêm nhi ngươi nhìn đi ngươi theo ta đi có được không tống thành bối rối lấy ngân phiếu từ trong y phục ra nhét toàn bộ vào trong tay hồng liên ngón tay hồng liên vô lực không nhận lấy tống đã ra hồng liên phát hiện cổ họng mình mặn chát hít sâu một hơi cười nói ngài cũng phải chú ý đến thứ tự trước sau phải không? Các ngươi còn ngẩn ra đó làm gì? Hầu hạ tống tướng quân sản khoái, đừng để chậm trễ. Những tiểu quán tướng công kia nghe thấy hiệu lệnh của hắn, như ông vỡ tổ nhào lên, cuốn lấy tống thanh. Hồng Liên lướt qua người hắn, đi về phía xe ngựa, mới vừa bước một chân lên bậc thang, tay đã bị tống thanh thoát ra được giữ chặt lấy. Ngươi theo ta về nhà. Giọng tống thanh cứng ngắc, Hồng Liên thấy hắn trừng lớn mắt, cũng không biết hắn đang tức hay là đang giận, chỉ là âm thanh nặng nề đến mức dường như muốn nhấn chìm người khác vào trong đó. Tống đại gia quả thực buồn cười, nói ta giống như thê tử ngươi dùng kiệu tám người khiên trước về chạy đi ăn vụng vậy, ngươi và ta có quan hệ gì? Hồng Liên nhanh chóng chui vào trong xe ngựa, thúc giục người phu xe đi, để lại Tống Thanh ngẩn ra tại chỗ, hồi lâu sau mới nghe thấy Tống Thanh ở phía sau xe ngựa hô to. Liêm nhi, ngươi chờ một chút. Hồng Liên vén màn che lên, thấy tống thanh chạy theo xe ngựa một bên vỗ vào buồng xe ha thiếu chút nữa thì quên mất một hai tháng tiếp theo tống đại gia cũng đừng đến tìm ta nữa còn phải qua chỗ tiền lão gia còn có chu phủ thành tây vương phủ thành bắc cũng mời ta tính thời gian tống đại gia phải đợi đến lượt năm sau đi nói xong hồng liên lập tức kéo màn che xuống vẫn còn nghe thấy tiếng tống thanh dồn sức vỗ xe ngựa vẻ mặt hồng liên không thay đổi ngồi co quắp lại ánh mắt trống rỗng ngày thường lúc nào cũng treo nụ cười rực rỡ trên khóe miệng, hiện tại lại giống như nặng ngàn cân, thế nào cũng không nâng lên nổi. Liêm nhi, ngươi xuống đi. Ngươi muốn bao nhiêu ngân lượng ta cũng cho ngươi. Ngươi đừng đi. Liêm nhi, liêm nhi, ta cưới ngươi. Ngươi đã nghe rõ chưa? Ta cưới ngươi. Nghe thấy tống thanh xé cổ họng la lên, mí mắt hồng liên hơi nhúc nhích một chút, hắn la to giống như người điên vậy, đương nhiên bị người bên đường chỉ trỏ trò cười chăm chọc liêm nhi đã sớm chết rồi hồng liên hé miệng âm thanh nhỏ đến mức không biết là đang nói cho ai nghe lúc nhá nhem tối xe ngựa mới trở về thanh liên quán tiểu quán thanh tú vẫn còn đang chỉ dẫn mọi người bày biện trang trí thấy hồng liên xuống xe ngựa vội vàng chạy ra nghênh đón hắn đâu hồng liên nhìn quanh một chút hỏi đi từ lâu rồi tiểu quán thanh tú đáp đi đâu chắc hẳn là trở về phủ tướng quân. Ồ! Hồng Liên lãnh đạm gật đầu một cái, vừa thở phào nhẹ nhõm, lại âm thầm đau buồn vì Tống Thanh rời đi. Hai người không nói lời nào bước vào trong sương phòng, tiểu quán Thanh Tú đã chuẩn bị nước nóng, hầu hạ Hồng Liên thay y phục tắm rửa. Quán chủ, người đi làm gì? Ta thấy sắc mặt người khó coi đến mức tái xanh giống như mặt quỷ vậy. Có sao? Hồng Liên không còn sức để mắng hắn, tiện tay cầm gương đồng nạm vàng bên cạnh lên, soi một chút, mặt hắn luôn có màu hồng phấn hoa đào, rất ít khi có thời điểm xanh trắng giống như vậy. Hay, lúc giáo huấn bọn ta, luôn miệng nói nam nhân không bằng một mâm móng heo, tiền bạc là đáng tin cậy nhất, bảo chúng ta nhất định phải đánh bóng tên tuổi, không thể bị lời ngon tiếng ngọt của nam nhân lừa, đặt vào bản thân mình, sao lại giống như đang khốn khổ vì tình vậy. Hồng Liên tức giận mắng, con mắt nào của ngươi thấy ta khốn khổ vì tình. Tiểu quán thanh tú xì một tiếng nói, nếu người không động lòng thật, thì tại sao không kiếm bạc của Tống Đại Tướng Quân? Còn đưa ra số tiền lớn chục sang hô vô dụng kia về, từ trước cho đến nay người chưa từng làm loại mua bán lỗ vốn này. Sang hô kia vốn là của ta, ai nói vì hắn, Hồng Liên không nhịn được nói, ngươi đừng nói linh tinh nữa, xoa đúng chỗ cho ta, sau lưng ta có chút ngứa, ngươi xem rất bẩn. Chỗ này, bên trái, chỗ này, sang bên phải chút, mạnh hơn một chút, chỗ này không phải rất bẩn sao chưa cho ngươi cơm ăn chắc ngay cả vết bẩn cũng cọ không xong hồng liên quay đầu lại nhìn sau lưng mình làm gì có vết nào tiểu quán thanh tú hạ tay xuống ủy khuất nói ta cũng đâu phải người chuyên cọ lưng sức lực nào lớn được như vậy thôi thôi ngươi cút đi hồng liên đoạt lấy khăn tắm trong tay hắn tự mình lau đi lau lại nhiều lần càng rửa càng cảm thấy ngứa giống như bị vết nhơ dính toàn thân vậy một canh giờ sau Tiểu quán Thanh Tú vẫn không thấy Hồng Liên đi ra, đẩy cửa nhìn hắn. A. À, Hồng Liên nghe thấy hắn hét lên sợ hãi, nhíu mày của trách, ngươi gào gào thét thét cái gì? Còn muốn năm nhân cần nữa không? Tiểu quán Thanh Tú hoảng sợ chỉ vào sau lưng hắn, một mảng da thịt lớn đột nhiên bị mài đi, máu rỉ ra chảy vào trong bồn tắm, nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm. Mỗi ngày Hồng Liên đều đi sớm về trễ, cũng bình yên qua gần nửa tháng, Tống Thanh cũng không tới Thanh Liên quán nữa rõ ràng chuyện được như ý nguyện, nhưng ngày nào Hồng Liên cũng ngơ ngơ ngát ngát, chính hắn cũng không nhận ra, vẫn như lúc cũ, vui vẻ thì mặt mày hớn hở, mất hứng liền chống nạnh mắng người, thế nhưng người thanh liên quán đều nhìn ra, như là tắm rửa chà mất một lớp da của mình, uống trà nóng làm bỏng đầu lưỡi, nói chung làm không được chuyện gì. Hôm nay chân trời mới có màu trắng bạc, Hồng Liên theo thường lệ từ cửa sau đi ra ngoài, nhìn thấy đầu tiên là người đứng ở đầu phố, cách thật xa liếc mắt một cái, Hồng Liên cũng có thể nhận ra là ai, vội vàng che mặt lại đi trở về. Khe cửa bị một bàn chân chặn lại. Hồng Liên buồn bực nói, Tống Đại Gia, ngươi có phải hơi quá rồi không? Sáng sớm đã chặn cửa sau kỷ viện. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tống Thanh ồm ồm nói, ta đến cưới ngươi. Hồng Liên cả kinh, lúc này mới ngước mắt lên nhìn, hắn đã thay y phục trên người, một thân hồng bào, đầu đội lễ quan, chân đi giày theo, trước ngực còn đeo một quả cầu hoa lớn. Phóc ha ha ha. Hồng Liên mới liếc mắt nhìn qua một cái liền nhìn không được cười đến nhiên nhiên ngã ngã, đều nói người gặp chuyện vui tinh thần sẽ thoải mái, Tống Thanh tự mình đổi một thân trang phục, rõ ràng cũng có chút vui mừng, ngày thường kiệm lợi tỏ ra thanh lãnh, bây giờ bị màu đỏ tiêm nhiễm, Hồng Liên cảm thấy hắn rõ ràng có chút ngốc nghếch vui mừng. Ngươi cười cái gì? Tống Thanh nghiêm túc hỏi. Hồng Liên lại cẩn thận nhìn hắn, dáng vẻ tương tất gọn gàng, dày công rửa mặt chải đầu, lông mày sửa đến hoàn hảo, râu cạo sạch sẽ. Thế nhưng Hồng Liên vẫn có thể nhìn ra bọng mắt của hắn, có chút tiêu tụy mệt mỏi. Cười ngươi sướng kịch đó. Vỡ kịch nào đấy? Tống Thanh không nói nhiều, dắt tay Hồng Liên đi. Ngươi dừng tay. Ngươi tính làm gì vậy? Trắng trợn cướp đoạt lương dân sao? Ngươi buông tay ra, ta là lên đó. Hồng Liên bị Tống Thanh bắt lên ngựa, Hồng Liên dương nanh múa vuốt, tay đánh chân đá về phía Tống Thanh, Tống Thanh trước sau như một giữ hắn ở trên lưng ngựa. Không phải ngươi nói chỉ có cưới ngươi mới có thể mang ngươi về nhà sao? Bây giờ ta đến cưới ngươi. Ta. Hồng Liên miệng lưỡi lanh lợi, lần đầu tiên nói không ra lời, hắn từng gặp người cố chấp, thế nhưng chưa từng thấy người nào giống như Tống Thanh, não cùng thành một cái rễ. Đây là người đơn phương tình nguyện. Ta còn chưa đồng ý cơ mà, Đơn phương tình nguyện cũng cưới ngươi Tống thanh ông hắn chặt thêm một chút Liêm nhi, lẽ nào ngươi không có chút tình cảm nào với ta sao Không có, hồng liên chối Vậy sao ngươi lại theo ta từ bắc vực đến kinh thành Cũng lấy ta không buông, còn câu dẫn, ngủ cùng với ta Hồng liên tức giận nói Đó là bởi vì cùng ngươi làm rất sảng khoái Mở hai chân liền có bạc Với người tiêu tiền như rác như vậy Dù cho phải bỏ thuốc cũng phải ngủ Vậy ngươi lấy ta để được cả đời tiêu tiền như rác không phải càng tốt hơn sao? Hồng Liên bất chấp tất cả nói, một tên nghèo nàn chỉ biết đánh trận như ngươi, tiền cũng bị ta lừa hết rồi, ta đương nhiên muốn tìm một nhà khác. Ngươi nói bậy, gì mà tiền lão gia, chu lão gia, vương lão gia, đều là do ngươi bịa đặt, hàng ngày người ngồi xe ngựa đi vùng ngoại thành, là vì muốn trốn tránh ta. Tống Thanh từ hai bên vòng lấy hắn, nắm dây cương. Hồng Liên miệng đầy lời nói dối lúc này không nói được một chữ nào, ai nói Tống Thanh ngu dốt liêm nhi ta hiểu rõ ngươi cho nên ngươi không lừa được ta hồng liên biết hắn không thể nào thả mình ra thành thật ngồi đoan chính ở trên lưng ngựa để cho mình dễ chịu một chút cúi đầu không nói lời nào bây giờ hắn cũng lười nói dối dù sao tống thanh nháo nữa cũng không có kết quả gì đến lúc đó hắn tìm cơ hội chạy ngựa đi chậm rãi thanh liên quán cách phủ tướng quân có một đoạn đi tới đi lui sắc trời cũng sáng rồi người đi đường bắt đầu nhiều lên từ một hồng liên không biết da mặt làm bằng gì, đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên, bị người đi đường chỉ chỉ trỏ trỏ, tim hắn bỗng đập nhanh hơn, cả người phát trung lên. Có không ít người biết Tống Thanh là quan viên quý tộc giàu có, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng nhìn điệu bộ này, kết hợp với tin đồn mới nổi lên gần đây trên phố, đều dồn dập đến chúc mừng, còn theo Tống Thanh đòi uống rượu mừng, Tống Thanh nở nụ cười đáp lại, nhưng mà không mời. Hồng Liên nghe không rõ tiếng người huyên náo ồn ào, hắn cảm thấy mặt trời nóng rực, chiếu hắn đầu ván mắt hoa, lưng ngựa sóc nảy, dạ dày hắn co rút muốn nôn ra, hắn tóm chặt lấy hồng hoa trên đầu ngựa mới không bị ngã xuống. Lúc thấy phủ tướng quân treo đầy đèn lồng đỏ, dán chữ hỷ trang trí hoa văn khắp nơi trên sông cửa sổ, hắn thích hồng y trong nháy mắt lại cảm thấy màu đỏ tươi này thật chói mắt, giống như biển máu vậy khiến hắn thở không nổi. Hạ nhân chờ ở ngoài cửa bắt đầu khu chiên gõ trống, châm lửa đốt pháo. Ta, ta không đi, ngươi thả ta xuống. Lúc này ngữ khí Hồng Liên không còn ngạo mạn nữa, tỏ ra yên lặng bình thường. Lúc Tống Thanh dắt Hồng Liên xuống ngựa, mới phát hiện hai tay hắn lạnh ngắt, mặt không còn một tia huyết sắc nào, đồng tử co rút nhanh, phòng bị mà nhìn tất cả mọi người. Rõ ràng là đang sợ hãi. Liêm nhi. Tống Thanh nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng, Hồng Liên không tự chủ được trung lên một cái. Ta không đi, ngươi thả ta đi mà. Hồng Liên khẩn cầu mang theo tiếng khóc nức nở, hắn cảm thấy cho dù là một khe nước cũng khiến hắn an toàn hơn. Một hồng trong hồng liên. Hai đỏ hồng, màu đỏ. Ba sắc hồng là màu đỏ tươi hơn các sắc đỏ khác, cho nên mới có cái gọi là bạo hồng, hồng. Liêm nhi, ngươi đang sợ cái gì? Tống Thanh đặt tay lên bả vai Hồng Liên, Hồng Liên vẫn không khống chế được hơi phát trung, Tống Thanh dứt khoát kéo hắn vào trong lòng, gắt gao ông chặt lấy hắn, một bên ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng an ủi, lúc này Hồng Liên mới dần dần bình tĩnh lại, lo sợ trong ánh mắt cũng giảm đi nhiều. Liêm nhi, ngươi còn nhớ lúc chúng ta sáu, bảy tuổi thường hay chơi trò đón dâu không? Hồng Liên lúng ta lúng túng ngẩng đầu lên, không trả lời. Tống Thanh tự mình nói, khi đó chúng ta có một con ngựa gỗ đồ chơi, ta sẽ giả bộ là Tân Lan, ở trên ngựa dán giấy hỉ màu đỏ, cưới ngươi về nhà. Thế nhưng về sau lớn hơn một chút, ngươi ngại làm chuyện ấu trĩ ngu ngốc, không bao giờ chơi nữa. Giọng nói tống thanh ôn hòa giống như suối nước ấm áp, khiến Hồng Liên hồi phục không ít. Ngươi xem, hôm nay có phải rất giống với khi đó không? Những đèn lồng này là do ta treo, giấy đỏ là do ta dán, hôm nay ngươi coi như trò chơi hồi còn bé vậy, tất cả giao lại cho ta, được không? Ta yêu ngươi, Liêm Nhi. Gần nửa tháng qua, Tống Thanh tự mình dán từng tờ câu đối một, treo lên từng tấm rèm đỏ bố trí phòng tân hôn, tự mình làm mọi chuyện, không cho phép hạ nhân nhúng tay vào. Thấy Hồng Liên trầm mặt, Tống Thanh chủ động khoác thêm áo lụa mỏng cho hắn, đặt khiên hồng vào tay hắn, Tống Thanh đi ở phía trước, quay đầu lại thấy Hồng Liên vẫn bất động như cũ. Hồng Liên giơ tay lên nhìn tơ lụa một chút, lại vuốt nhẹ lụa mỏng trên người, đều là loại vải tốt nhất, màu sắc tươi đẹp, màu đỏ rực thế nhưng lại tinh khiết, giống như ngọn lửa vậy thiêu làn da hắn đau nhói. Tống Thanh, thả ta đi đi. Hồng Liên cách Tống Thanh chỉ có gan tất, trong tay vẫn cầm khiên hồng lụa, nhưng ở trong mắt Hồng Liên lại là xa cách vô tận. Tại sao, Tống Thanh nghi hoặc? Ngươi là trấn bắc đại tướng quân, ta là tiểu quan thấy kỹ nữ cũng phải cúi đầu nhường đường, chúng ta không xứng. Hồng Liên cố gắng ổn định lại giọng nói, ta không xứng với ngươi. Tống Thanh kích động nói, cái gì mà xứng với không xứng? Cho dù không xứng, cũng là ta không xứng với ngươi. Liêm nhi, Tư chất ngươi thông minh hơn bất luận người nào trên đời. Ngươi không nhớ sao? Khi đó ai cũng phải tán dương ngươi, ta từ nhỏ đã ngu dốt bình thường, có thể cưới ngươi là ta nên thấy may mắn mới đúng. Trước mắt Hồng Liên mờ đi, phản phất giống như cách một đời. Liêm Nhi sớm đã chết rồi, sau ngày chém đầu cả nhà đó, trên đời cũng không còn Liêm Nhi nữa. Hồng Liên lưu luyến vuốt ve khiên hồng trong tay, cười một cái, sau đó liền buông lỏng tay ra. Tống Thanh lo lắng vọt tới trước mặt Hồng Liên, ông lấy hắn. Ngươi chính là Liêm Nhi, cho dù có đổi tên đi nữa, ngươi cũng là Liêm Nhi. Hồng Liên tránh thoát khỏi ngực của hắn, bình tĩnh hỏi, vậy ta hỏi ngươi, ngươi muốn lấy, là thiên chi kiêu tử Liêm Nhi, hay là tướng công đê tiện như ta? Tống Thanh mê mùi hỏi, đều là ngươi, có gì khác nhau? Nếu như trước đây ta không phải là Liêm Nhi, chỉ là tiểu quan tần hoài lâu, ngươi sẽ thích ta sao? Ngươi sẽ giống như bây giờ nói yêu ta sao? Tống Thanh nhất thời bị tra hỏi, ngốc lăng nói không ra lời. Hồng Liên cười khẽ, cởi hồng sa trên người xuống, trả lại cho Tống Thanh. Nhìn đi, thực ra người ngươi yêu không phải là Hồng Liên, ta vẫn luôn cuốn lấy ngươi, tìm đủ mọi cách cùng ngươi làm loại chuyện đó, thật ra ngươi không hề thích, thậm chí còn rất ghét, bởi vì ở trong mắt ngươi, ta chỉ là một tiểu quan không biết xấu hổ, chẳng lẽ bản thân ngươi không phát hiện, ngươi luôn gọi ta liêm nhi, là bởi vì, ngươi ngay cả hai chữ hồng liên cũng xấu hổ mở miệng đầu óc tống thanh một mảnh hỗn loạn hắn bị hồng liên nói đến hồ đồ rồi không đúng không đúng đều là ngươi tại sao lại muốn phân ra rõ ràng như thế tống thanh truy hỏi hồng liên rủ mắt một lát sau mới lên tiếng con người đương nhiên là sẽ thay đổi đường đi của ngươi và ta sớm đã khác biệt nhau tuy nói là ta không nên không nên ở vương phủ cố ý tiếp cận ngươi nếu như ngươi quả thực phân không rõ coi như liêm nhi đã chết từ mấy năm trước rồi là được hồng liên ngẩng đầu lên nhìn phủ tướng quân được trang trí đỏ rực nhớ tới ngày dư gia bị hạch tội tống lão gia mang thánh chỉ đến tịch thu tài sản xử trảm cả nhà ngay tại chỗ ngay cả thẩm vấn cũng không sau đó dư gia bị một cây đuốc thiêu sạch lúc lửa bùng lên cũng đỏ rực giống như vậy toàn bộ dư phủ chỉ có một mình hồng liên là trốn ra được hắn vất vả chạy trốn lại bị bọn buôn người bắt bán đi tầng hoài lâu trong đám người bị bán vào Tần Hoài Lâu, chỉ có hắn chạy trốn 5 lần, mỗi một lần đều bị bắt trở về, bị đánh đến thương tích khắp người, hơi thở thoi thóp, nhưng hắn có sắc đẹp xuất chúng, người Tần Hoài Lâu không nỡ giết hắn. Lần cuối cùng chạy trốn, người Tần Hoài Lâu cũng không đánh hắn nữa. Đối phó với loại người mới có tính khí mãnh liệt không thành thật như hắn, bình thường Tần Hoài Lâu có một loại thủ đoạn gọi là khai bao, phá thân, chỉ cần một lần, hoặc là chết, hoặc là từ đây thành thật hơn hắn không chết cũng đã chịu nhận mệnh hà thể hắn chảy máu nhiễm đỏ nửa người hắn cảm thấy đời này của mình có lẽ có duyên với màu đỏ liền đặt cho mình một cái tên mới từ đó chỉ mặc hồng y khoác hồng y hắn giống như có màu sắc tự vệ làm việc phóng đảng không chút kiên kỵ hồng như là đánh dấu lên người hắn cả đời không thoát ra được cũng tẩy không sạch nhưng khi tống thanh mặc đồ đỏ cưỡi ngựa đến cưới hắn kiều diễm như lửa hắn lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi màu đỏ này không nên vì người như hắn mà chuẩn bị. Hắn ở lâu thêm một khắc cũng là vấy bẩn. Hết chương 240, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.